tự ti, kinh Soma Soma Sutan. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Hòa Thượng Tệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay, và con kính dâng bích đến Ngài. Nam Mô Bổn Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tịnh Văn Đệ Tử Phật. Kính chào Hòa Thượng Chất Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Hợp Đăng cùng Chư Tôn Đức có mặt trong rừng. Thân chào quý bà, quý cô tu nữ và Chư Phật tử. Hôm nay chúng ta học môn Tương Ưng Bộ. Và chúng ta bước vào bài thứ hai của chương Tương Ưng Tỳ Kheo Ni. Bài kinh số 2 này nói về một người thỉnh ni bị bắt ác ma đến quấy phá. Nói lên những lời nói nó vừa có tính cách miệt thị mà vừa để khiêu khích, sẽ làm cho một người bình thường họ sẽ tự ti mặc cảm và do đó sẽ không có tu tập được. Nhưng mà đối với một vị thánh đã lậu tận, đã đạt đến quả lậu tận, thì cái chuyện mà tự ti đó, cái chuyện đó không thể nào xâm nhập được tâm của vị thánh này. Nên vị này đã khẳng khái, đã nói lên những gì đã đúng theo pháp mà chính vị đó đã thực chu, thực tu, thực chính. Khi chúng ta đọc qua những bài kinh này thì chúng ta mới thấy rõ là khi mình muốn làm một người thiện cũng không phải là dễ, và luôn luôn có sự ngăn cản. Luôn luôn có nghịch cảnh chướng ngại. Ngay như cả những bậc đã giải thoát rồi mà các ngài còn bị nghiệp nghiệp chướng hay là ma chướng, đừng nói chi là phàm phu chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng vẫn bình tâm, vì chúng ta đã có chỗ nương tựa là giáo pháp, cho nên chúng ta cứ thẳng đường mà đi. Bây giờ thì chúng ta hãy nghe chánh kinh của bài học ngày hôm nay, sau đó sẽ cùng thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng, vị giảng sư ngày thứ tư giảng giải bài học này. Bây giờ mời cô tu nữ Dư Pháp đọc cho bài học Nam Mô Bổn Thầy. Cha sát thú lành thai, con tu nữ Như Pháp thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Hòa Thượng Đại Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay, và con kính tri ân sư cho con biết được tín hiệu. Cảm ơn đạo tràng, và con xin được đọc phần chánh kinh. Bài học hôm nay, bài 2, người khác chê không đáng ngại bằng tự ti, kinh Soma, Soma Sutan. Bài kinh này thuật lại câu chuyện ác ma muốn làm một vị thánh ni kinh sợ bằng cách quấy động giữa trưa tĩnh mịch trong rừng vắng. Nhưng điểm chính là điều ác ma nói mang đầy tính kỳ thị giới tính. Vị thánh ni ung dung trả lời với những gì thật sự, y cứ trên thực tu, thực chứng. Nhìn từ góc cạnh khác của sự việc là người khác xem thường mình không đáng ngại bằng mặc cảm tự ti,
Một khi tự cho rằng vì lý do này hay lý do khác nên bản thân không thể cải thiện hay thành tựu, thì có nghĩa là tự mình làm rào cản chính mình. Kinh văn. Tại sao quá thi? Vào buổi sáng, Tỳ Khưu Ni Sô Ma Đắp Y cầm bình bát và y kép đi vào Sa Quách Thí thất thực. Sau khi thất thực và thọ trai xong, vị ấy trên đường đi đến rừng Anh Thá để trưa. Sau khi đi sâu vào rừng, vị ấy tĩnh tọa dưới một gốc cây. Rồi ác ma muốn làm Tỳ Khưu Ni Sô Ma run sợ, hốt hoảng, kinh khiếp rời xa thiền định đã đến gần và nổi lên kệ ngôn. Trạng thái khó thành chỉ chứng bởi cao nhân, đàn bà sao đạt được với trí tuệ hai ngón. Tỳ Khưu Ni Sô Ma tự nghĩ, ai đã nổi lên kệ ngôn này, người hay phi nhân? Tỳ Khưu Ni Sô Ma xác thấy, chính ác ma muốn khiến ta run sợ, hoảng hốt, kinh khiếp để từ bỏ thiền định đã nổi lên kệ ngôn. Tỳ Khưu Ni Sô Ma biết được đấy là ác ma, liền nói kệ ngôn: là nữ nhân thì sao? Khi tâm khéo định tịnh với tệ giác hiền khởi, thấy rõ được chân pháp, một người với cách nghĩ là nữ hay là nam, hai tôi là này nọ, hợp cho ma, hợp cho ác ma nói. Ác ma biết được Tỳ Khưu Ni Sô Ma đã biết ta, phiền muộn và thất vọng biến mất ngay tại chỗ ấy. Văn. Văn tăng ít si hi bách tắc băng. Chỉ có thế ngoại cao nhân mới đạt được. Thành năng đu ba đi sam phai quan. Trạng thái khó chứng ngộ. Na tăng đoan đu la bành nhà gia sát ca bắp bồ tu mít thi giả tí. Là điều bất khả cho nữ nhân với trí tuệ hai ngón. Bích thi pha vô kim ca quý ra là nữ nhân thì có vấn đề gì? Chích tăng hí su sa ma hí tê với tâm khéo định tĩnh. Nhà nằm hí quát tắc ma nằm hí tuệ giác hiện khởi. Sam ma thâm măng quý bát sát tô quán chiếu pháp một cách chân xác. Yasanu na si ya e quan, chắc hẳn có những người nghĩ rằng ít tha hằng buddhiso ti qua, tôi là đàn bà hoặc tôi là đàn ông. Kinh chi qua bana anasmi, hai tôi là thế này thế nọ. Tăng ma ro quát tu mahara tăng ma rơ quách tu ma ra ha tì tí, xứng hợp với cách nói của ác ma. Thích nghĩa: Thánh Ni Sô Ma là con gái của quan lễ bộ thượng thư trong triều của vua Ba Xê Na Đi. Chữ tha na trạng thái ở đây chỉ cho quả vị a la hán. Thành ngữ don gula bành nhà giá, trí tuệ hai ngón là cách nói miệt thị đối với người nữ mang trạng thái, mang thái độ kỳ thị giới tính. Trong văn hóa Ấn Độ, người nữ chỉ biết cơm chính tới bằng cách lấy một hạt cơm ép giữa hai ngón tay để xác định là cơm chín hay chưa. Theo sớ giải, câu nhà năng hí vát ta ma nằm hí sam ma tham mang vipassato quán chiếu pháp tướng một cách chân xác chỉ cho tệ quả của bậc thánh, nhưng đây không phải là thiền quả lấy niết bàn làm đối tượng, mà là sự thấu triệt vạn hữu qua tứ điếu tứ diệu đế, hai sự quán chiếu năm uẩn qua minh sát tuệ. Hòa thượng giác đẳng dịch và biên soạn giáo trình: chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa pháp đăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay, và con kính nhân mít đến sư. Nam mô Bích Thái. Alo. Dạ, con pháp đăng kính đảnh lễ ân đức Phật, Phật pháp, ân đức tăng.
Kính đảnh lễ ngài hòa thượng Tề Siêu, ngài hòa thượng Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tề Tri, đại đức Tề Đức, cùng với chư tôn đức tăng, kính chào quý bà quý cô trụ nữ, thân chào quý Phật tử. Bữa hôm nay thì mình học một cái câu chuyện của vị thánh ni Soma, và mình cũng nghe lại những cái câu chuyện mà ác ma. Thật sự đó thì chúng ta thấy ở đây đó, thì ác ma khuấy phá những cái vị thánh đã thành tựu đạo quả, và các vị này không sợ. Nhưng mà rồi chúng ta cũng biết rằng đối với ác ma là khuấy phá, và thật sự nếu người tâm mà không có hiểu được cái pháp, hay là tâm mà không có an trú đó, thì rừng núi, những chỗ yên lặng thanh vắng đó, đó là một cái sự sợ hãi. Và chúng ta cũng thấy được trong cái bài kinh Đức Phật ngài nói rằng khiếp đảm và sợ hãi đó, ngài nói về vấn đề mà sống ở trong rừng, ngồi trong rừng mà không có cái pháp thiền định đó, không có cái tuệ quán đó, thì quả thật là rất khủng khiếp. Thì chúng ta biết rằng đối với ác ma đó, với tâm của mình biết được tâm của chúng sanh, và đối với các vị thánh ni, các cái vị tỳ khu ni đó, thì cũng luôn muốn khuấy động. Và chắc có lẽ là trong cái phẩm mà những cái phẩm tương ưng tỳ kheo này cũng nói liên quan đến đến việc mà ác ma khuấy phá rất là nhiều những vị thánh ni, những cái vị tỳ khu ni, những vị thánh ni này bị khuấy phá cũng rất là nhiều nhiều vị, chứ không phải riêng một vị tỳ khu ni Soma. Thì như vậy chúng ta biết rằng đối với ác ma đó, thì ác ma cái nghĩ theo thường tình giữa một cái người nữ đó, thì không có thể nào mà chứng được các pháp thượng nhân, những cái tri kiến thù thắng. Nhưng mà thật sự ra thì ác ma đó không có thể nào có cái trí tuệ như là một cái Phật trí. Vì Đức Phật thì biết rằng ở trong cái giới tính loài người chỉ có nam tính và nữ tính. Ở trong sắc pháp thì chúng ta thấy có sắc nam tính và sắc nữ tính. Thì dù là nam tính hay nữ tính á, nhưng mà những vị đó có hữu duyên. Theo ví dụ pháp á, thì chúng ta thấy rằng một cái vị hữu duyên là cái vị đó tục sinh với cái tâm thiện dục giới hợp trí. Do cái thiện nhân á, nhiều kiếp. Và vị đó tục sinh làm người với cái tâm thiện hợp trí, thọ hỷ hoặc là thọ xả, vô trợ hoặc là hữu trợ. Thì những cái vị đó đủ khả năng để chứng đắc đạo quả. Ví dụ chúng ta thấy rằng nếu một vị thánh mà tục sinh với cái tâm hữu trợ đó, thì ở trong cái lỗ đắc đạo đó, thiếu sắc na chuẩn bị thôi, có thêm một sắc na chuẩn bị thôi. Nếu những vị mà tục sinh đó, mà vô trợ đó, thì không cần chuẩn bị mà cần hành thuận thứ chuyển tộc rồi tâm đạo quả sanh lên luôn. Như vậy thì Đức Phật á, ngài biết được dù là nam tính hay nữ tính á, thì cái người mà tục sinh á, hợp trí đó với cái tâm thiện nhiều kiếp mà tạo những cái thiện nhân cho ra cái thiện quả, với cái lời ước nguyện là mình sẽ là đệ tử của Đức Phật, mình sẽ là bậc thánh, mình sẽ là người thoát ly luân hồi, mình không có tái sanh trở lại nữa. Thì chúng ta biết rằng nói như vậy đó, chúng ta thấy rằng một cái vị mà ở trong cái thời gian tu tập đó, mà nỗ lực đó, thì chính đó, cái sự nỗ lực của vị đó đó, với cái tuệ giác của một bậc đại giác đó, thì biết được cái vị đó sẽ thành tựu thánh đạo thánh quả ở trong cái thời kỳ Đức Phật Gotama. Hay là bây giờ chúng ta thấy rằng Đức Phật Gotama đó, ngay hiện tại đó, ngài biết những cái vị tu tập mà sẽ chứng ngộ trong cái thời kỳ Đức Phật Maitriya và trở thành những vị thinh văn thượng thủ, nam hay nữ, bên nam, bên tăng hay bên ni, hay là những người nam nữ cư sĩ thù thắng ở trong Đức Phật Maitriya đó, thì Đức Phật Gotama cũng tuyên bố. Mà vì sao vậy? Vì vị này tu trong thời kỳ Đức Phật Gotama nhưng mà không có chứng ngộ, nhưng mà sẽ chứng ngộ ở trong cái thời kỳ Đức Phật Maitriya. Như vậy thì Đức Phật đó, khi mà ngài đã thọ ký rồi đó, thì những cái vị đó đó trong một cái thời gian mà được thọ ký đến thời Đức Phật Maitriya thì nhất định thành thánh nhân đó. Thì những vị này nỗ lực thực hiện những cái thiện pháp liên tục với cái tâm thiện hợp trí,
để tục sinh làm người mỗi kiếp như vậy, và tu tập những cái pháp ba la mật mà chúng ta thường biết là như là bố thí ba la mật, hay là trì giới ba la mật, hay là xuất gia, hay là trí tuệ, hay là tinh tấn, hay là kham nhẫn, hay là chân thật, hay là chí nguyện, hay là hành xả, hay là từ tâm. Nói như vậy thì quý vị biết rằng á, một cái vị khi mà mình tu tập đó, mình nghĩ rằng thế gian này cái gì cũng vô thường hết, nhưng mà thực sự ra tu tập của chúng ta đó, nó sẽ cho ra cái tâm quả. Và cái tâm quả làm người tam nhân á, trong mỗi kiếp á, mình tạo những cái ba la mật, thì khi mình mất mỗi kiếp như vậy đó, thì cái gì mình đem theo chính là cái ba la mật mình đem theo. Và cái ba la mật đó đó, nó đến với một cái thời kỳ chín mùi trong một cái vị đại giác đó, thì mình sẽ thành tựu quả vị a la hán, hay là a na hàm, hay là tư đà hàm, hoặc là tu đồ quần. Như vậy á, thì chúng ta biết rằng á, tất cả các pháp á, nó bị cái sự chi phối của vô thường khổ vô ngã, hay là các pháp đó mình chết đi đó, mình không có đem cái gì theo. Nhưng mà thật sự đó, mình nói như vậy, nhưng mình hiểu rằng những cái thiện nghiệp mình tạo đó, từ cái bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, hay là xuất gia ba la mật đó, đó là những cái ba la mật mà nó được quân tập, nó đã quân tập, nó đã quân tu, và mình thường gọi là cái trùng dụng duyên đó. Mình tu mỗi kiếp cho đến một lúc nào đó, cái trùng dụng duyên đó nó trở thành một cái sức mạnh, và mình sẽ trở thành bậc thánh tu đồ quần, tư đà hàm, a la hàm, hoặc là a la hán. Như vậy á, thì chúng ta thấy rằng á, đối với một cái người với cái mãnh lực tâm á, mình có thể phát nguyện thành một vị thinh văn đệ nhất về trí tuệ, hay là đệ nhất về thần thông, hay là đệ nhất về đầu đà, hay là đệ nhất về trì luật, hay là đệ nhất về thiết pháp, hay là đệ nhất về thiên nhãn, hay là đệ nhất về thu thúc lục căn. Thì những cái vị đó đó, trong mỗi kiếp đó, với cái hạnh tu của mình đó, thí dụ chúng ta thấy tôn giả Nanh Đà vậy, từ nhiều kiếp như vậy đó, Đức Phật ngày nói rằng tôn giả Nanh Đà cũng bị đau khổ vì sáu cái giác quan, như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm, bị loạn động. Bởi vì chúng ta thấy rằng khi mình hiểu được đó, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm của mình đó, bị tham nó sanh khởi, và khi mà có một cảnh sắc thu hút thì cái tâm tham nó sanh khởi, và cái tâm tham sanh khởi nó ngự trị, và nó làm ra rất là nhiều những cái chuyện mà mình thấy được cái sự tác hại của nó. Thí dụ như chúng tôi nói vui vui câu là kiếp mà tôn giả Nanh Đà làm con la đó, đi kéo xe cho một cái vị trưởng giả, tiền thân của Đức Phật. Đức Phật là vị trưởng giả đó, thì con la đó gặp con la cái, và nó được cái sự tỏ tình của con la cái, thì bắt đầu nó sanh chứng với ông chủ. Sanh chứng với ông chủ, thì ông chủ biết được sanh chứng, nó sanh chứng rồi, bây giờ nó muốn cái gì cứ hứa với nó, xong rồi sẽ tìm cách để dạy nó. Thì lúc bây giờ con la đực đó, nó muốn ông chủ phải cưới cho nó con la cái, nhưng mà rồi ông chủ cũng đồng ý. Nhưng mà một thời gian sau thì ổng làm thinh, thì con la đực nó mới nhắc ông chủ bây giờ phải cưới cho la một cái nàng la cái mà ông chủ đã hứa. Thì lúc bây giờ ông chủ nói rằng, này la, ta cho ngươi biết nha, ta chỉ cho ngươi một thùng nước, một bó cỏ thôi, ngươi ăn như vậy á, ngươi có vợ thì ngươi chia làm đôi, mà ngươi có con phải ngươi chia làm ba làm tư, ngươi liệu hồn ngươi đó, ngươi tự ngươi sắp xếp. Thì con la nó suy nghĩ rằng một bó cỏ nó ăn bây giờ nó còn khỏe như vậy, nhưng mà nếu mà nó chia cho vợ nó nửa bó rồi đó, thì nó sẽ rất là thảm. Và nếu mà nó có con la con đó, mà nó chia nửa bó nữa đó, thì nó còn thảm hơn nữa. Thì cuối cùng con la đực đó, nó suy nghĩ rằng cái chuyện này không có thể nào xảy ra được. Thì con la nó ngoan ngoãn luôn, và nó cũng không có chứng với ông chủ nữa. Thì Đức Phật này kể lại, không chỉ kiếp này Nanh Đà khi mà thấy nàng Kalayani đó đã loạn tâm và bị chư tỳ khu chọc ghẹo đó, không phải kiếp này, mà ở trong cái kiếp làm súc sanh đó, là Đức Phật cũng đã khéo nhắc nhở và khéo thuyết giảng, và con la đó từ bỏ những cái tư tưởng. Thì chúng ta biết rằng Đức Phật này kể lại nhiều kiếp, rất là nhiều kiếp, và những kiếp nào dù là người hay thú đó, mình có ý thức được đó, thì mình sẽ thấy được cái sự nguy hại của cái
sự không hay là cái sự nguy hại của mắt tai mũi lưỡi, nó chạy theo các cái cảnh sắc thinh khí vị mà làm cho mình điêu đứng. Thì Đức Phật này nhắc lại, không, bởi vậy khi mà ngài đổ được tôn giả Nanh Đà đó, cái ngày lễ đăng quang nhập điện và thành hôn đó, là cái ngày mà lên ngai vàng chính thức vào cung điện, và cái ngày mà cưới vợ, và cái một hoa hậu, một cái mặt trăng đẹp ở ở cái kinh thành đã được sắp xếp trở thành cái vị hôn thê là nàng Kalayani. Và cái ngày đám cưới mà Đức Phật ngày tế độ cho tôn giả Nanh Đà, bằng cái cách là ngài đưa bình bát và ngài không cầm lại, và tôn giả Nanh Đà cứ ôm cái bình bát đi một đoạn thì mong Đức Phật ngài nhận cái bình bát lại để mình trở về cung điện. Nhưng mà rồi Đức Phật ngài cũng không có nhận, đi cho đến tu viện, và Đức Phật hỏi Nanh Đà có muốn xuất gia không, thay vì là nói rằng không xuất gia, nhưng mà Nanh Đà lại trả lời là muốn xuất gia. Nhưng mà khi xuất gia rồi thì lúc nào cũng nhớ vợ của mình và không có tu tập được, đến nỗi mà bày tỏ với chư tăng là muốn quần tục. Thì lúc bấy giờ Đức Phật ngài đã tế độ bằng cái cách gọi là đưa lên cõi trời, thấy được các nàng thiên nữ, và hỏi tôn giả nó so sánh giữa nàng nữ và cái nàng Kalayani, người vợ đang hứa hôn ở nhân loại của mình. Thì lúc bấy giờ đó, cái sắc đẹp của thiên giới đã chế ngự được cái tâm tư của cái bị hướng nguyện, nên lúc bấy giờ tôn giả Nanh Đà trở thành vị tỳ kheo rồi. Nhưng mà muốn Đức Phật này làm chủ hôn để có 500 nàng thiên nữ này và quên đi cái người vợ của mình luôn. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái cảnh sắc ở nhân loại mà mắt của tôn giả Nanh Đà bắt được cái cảnh sắc đó, đối với nàng Kalayani là một cái cảnh sắc khả ái khả hỷ. Nhưng mà khi gặp những nàng thiên nữ đó thì tự Nanh Đà nó nói rằng vợ của mình giống như con khỉ mà nó bị chột mắt, mà nó bị cục đuôi, nó bị trái xém vậy đó. So sánh với cái nàng thiên nữ này thì quá thật là một trời một vực, giống như con quả với con thiên nga vậy. Nên lúc bấy giờ là Nanh Đà không còn nhớ cái người hôn thê của mình nữa. Và lúc ấy tăng đã chọc ghẹo Nanh Đà là tu để được những nàng thiên nữ. Và tôn giả Nanh Đà bị các vị tỳ kheo chọc ghẹo như vậy đó, cũng đâm ra buồn phiền, tự mình tách rời ra ở trong rừng và nỗ lực tu tập để đạt được đạo quả. Khi đạt được đạo quả rồi đó thì nói với Đức Phật là xóa bỏ cái lời hứa với 500 nàng thiên nữ. Đức Phật này tuyên bố rằng cái tâm đạo, tâm quả A-la-hán sanh lên đã tự cắt đứt những cái gì sanh hữu. Thì Đức Phật này nói như vậy, khẳng định rằng nếu mà tôn giả Nanh Đà đã đắc quả A-la-hán, trở thành vị đệ nhất về thu xúc lục căn, thì cái việc hứa hôn 500 nàng thiên nữ nó không có hiệu quả nữa, không có hiệu lực nữa. Vì sao? Cái đời sống này Nanh Đà không có kiếp lai sanh nữa, nên không có phải đứng ra hứa hôn hay chủ hôn nữa. Nói như vậy để quý vị biết rằng Đức Phật là một bậc đạo sư, và ngài thuyết giảng đó cho mỗi người có một cái nghị lực, mỗi người có một cái nghị lực. Cũng như bây giờ chúng ta tu vậy đó, chúng ta phải tự có một cái nghị lực. Nghị lực là gì? Chúng ta phải tự tin rằng mình sẽ thành bậc giác ngộ. Mình phải tự tin là mình trở thành bậc giác ngộ, và mình phải tự tin rằng những cái phiền não nào đó nó ngự trị trong tâm của mình thì mình phải tự giải quyết nó, chứ không chờ ai hết, không có ai giải quyết giúp mình. Và những ác nghiệp nào đó, mình đừng nghĩ rằng mình làm rồi có ai đó sẽ che chắn cả để cho mình, không có. Mình phải hiểu rằng mình phải tự chịu những cái nghiệp lực nào mà mình đã tự làm, và mình sẽ hưởng những cái quả phước nào do mình nỗ lực. Chính vì điểm đó nên một cái người thật tâm tu đó, mà đúng với cái Phật giáo nguyên thủy đó, là mình tự nỗ lực để mình tu tập, mà mình tự nỗ lực để mình tu tập, và mình tự ngăn ngừa những cái ác nghiệp, mình tự làm cho mình phải chịu lấy những cái hậu quả nào đó mình làm tổn thương với cái tâm bất thiện tham sân si, và mình sẽ hưởng những cái quả phước nào đó với những cái thiện tâm. Cũng như là công chúa Quỳnh Đi có trả lời khi một người bố thí và người không bố thí đó, thì Đức Phật nói rằng đến đắc quả A-la-hán thì nó mới sai biệt. Chứ còn nếu mà không có đắc quả A-la-hán thì
sự sanh lên sanh xuống đó, à, thì nó vẫn có sự sai biệt. Một người có ô thí đó thì sanh ra nó ở đâu đó cũng giúp ích cho cái hội chúng. À, nên Đức Phật này nói rằng một cái vị, một cái vị như vị Sa Di Tích Xá vậy đó, à, Tích Xá Cư Lâm đó, à, thì quý vị nghe cái câu chuyện là ngài xuất gia đó được rất là nhiều y và ngài đem chia cho chư tăng, thì Đức Phật lại tuyên bố là do cái phước bố thí đó, do cái phước bố thí nên bây giờ đó là Tích Xá ở đâu đó có, à, có vật thực, có chư thiên cúng dường, và điều đó đó là một cái nhân quả, một cái nhân quả do cái thiện tâm đã bố thí. Suy nghĩ rằng Đức Phật ngày giảng về một vị tỳ khưu đó tu tập ở đâu, nhưng mà ở đó đó có bốn món vật dụng đầy đủ và tu tập tiến bộ, đó là cái chỗ đặc biệt nhất. Còn nếu không á, à, thì chỗ nào tu tập tiến bộ nhưng mà bốn món vật dụng mà phát sanh nó hơi kém cỏi, nhưng mà mình suy nghĩ rằng mình tu vì cái mục đích để tiến triển cái pháp nội tâm và đạt được cái tuệ giác, chứ không phải vì mục đích là tìm vật thực. Nhưng mà Đức Phật này vẫn nói rằng một cái người tu tập dễ chứng được đạo quả mà dễ có vật thực, bốn món vật dụng đó, thì cái chỗ đó là cái chỗ thù thắng và cái điều kiện nó thuận lợi nhất cho cái vị đó để đạt được cái sự giác ngộ. Bởi vì chúng ta thấy Đức Phật ấy, ngài vẫn cho chúng ta biết rằng khi mà chúng ta tu tập đó, à, chúng ta tu tập đó thì cái trú xứ nó cũng rất là quan trọng quý vị. Yeah. Cái vật thực rất là quan trọng. Quý vị thấy cũng như câu chuyện Mã Lao Bà ở Mã Đề Thôn đó, biết các vị tỳ khưu đó tu tập sẽ đắc quả A-la-hán, nhưng mà vì cái vật thực đó chưa có phù hợp, à, nên bị tỳ khưu nào mà bị hôn trầm thị miên đó, thì bà cúng dường cái vật thực nào cho bớt hôn trầm thị miên, và vị nào mà sức khỏe nó bệnh hoạn đó thì bà cúng dường cho có vật thực để nỗ lực đạt được đạo quả. Nên quý vị thấy có nhiều cái câu chuyện mà vị thiên tử mà cái cung điện như con cua đó, à, chúng tôi nghe cái câu chuyện bổn sanh đó, cái câu chuyện đó mà chúng tôi nhớ tại vì cái vị tỳ khưu đó bị bệnh, và một cái chứng bệnh này đó rất là khó mà trị, nhưng mà vị tỳ khưu này đó mà nếu mà ăn được cái canh cua đó, à, thì nó sẽ giảm chế được cái chứng bệnh đó và vị này có thể phát triển đạt được đạo quả. Và quý vị biết rằng á, cái chuyện đó đó được Đức Thế Tôn ngày chỉ cái vị tỳ khưu đó đi đến cái cánh đồng ruộng đó, à, đi khất thực ở cái hướng đó đó, à, thì vị tỳ khưu này đi tới đó và được một cái ông thiện nam đó, ổng đã đem cái vật thực đó ổng cúng dường, và ngài bị bệnh nhưng mà ngài dùng cái vật thực đó xong rồi ngài phát triển cái tuệ giác và đắc được đạo quả A-la-hán. Và cái ông thiện nam này ổng sanh lên cõi trời, cái cung điện của ổng giống như là cái cung điện con cua vậy, cái cung điện con cua vậy, y như hình ảnh một ánh vàng to lớn với cái hiện tượng là có con cua là ký hiệu. Sau này các vị A-la-hán lên đó, thì cái vị thiên tử nó mới kể lại cái câu chuyện đó và được sưu tập trong Tam Tạng Kinh Điển về những câu chuyện của các vị cúng dường. Như vậy thì chúng ta thấy rằng vật thực đó, nó cũng là một điều kiện, bởi vì chúng ta thấy ở trong chú giải Tiền Quán có nói đó, một người mà đắc chứng đạo quả đó, ngoài cái vấn đề mình đủ duyên đủ phước, mình hành trì nỗ lực, vật thực thời tiết nó cũng rất là quan trọng quý vị. Vật thực thời tiết cũng rất là quan trọng để mình chứng ngộ, và mình chứng ngộ được đạo quả, chứ không có đơn thuần như là mình nói tu là cố gắng thôi, cố gắng. Nhưng mà Phật giáo đó đúng là Tam Tạng Kinh Điển của Đức Phật đó, thì Đức Phật ngài nói rằng danh và sắc đó là hai cái hiện tượng luôn liền kề với nhau. Ví dụ bây giờ mình tu tập đó, mà mình tu tập đó mà cái thân của mình nó bệnh hoạn đó, đó là một cái sự chướng ngại. Mình tu tập đó, mà mình cảm thấy đói khát đó, là một chướng ngại. Bởi quý vị biết rằng nhá, mình học trong Vi Diệu Pháp đó, mình biết cảnh lớn là gì. Cảnh lớn đó, ví dụ như thân thức thọ khổ đó, do mình đói đó thì cái bụng mình nó cồn cao đó, là cái cảnh xúc đó, nó lớn, và cái tâm thân thức thọ khổ nó phải sanh khởi thôi quý vị. Bởi vì quý vị nói rằng tâm cảnh thức đó, bởi vì cái tâm thân thức đó, nó bị cái cảnh xúc lớn, ví dụ như ai đánh vào người mình đó, thì mình phải đau thôi, nắng rọi vào người mình phải nóng thôi, trời lạnh đó, thì lạnh quá mình sẽ
mình sẽ cống thôi. Thì cái thân của mình không thể nào nói rằng mình không có bị cống, trừ khi nào đó mình đạt được cái định, mà mình đạt được cái định đặc biệt đó, như là Nirodha, thiền diệt thọ tưởng định. Những cái mãnh lực thiền đó đó, nó mạnh như vậy đó, cái tâm định đó, nó không có lay chuyển. Hoặc là người đã đắc được định, chứ còn chưa có đắc định đó, mình ngồi đó mà lạnh quá đó, thì cái thân thức thọ khổ nó phải sanh khởi thôi quý vị. Lạnh quá đó, nó sẽ thân thức thọ khổ. Nên quý vị thấy đó, Đức Phật Ngài chế định luật giới luật đó, Ngài ở ngoài cái mùa đông, và khi mà một cái không khí lạnh đó, Ngài đắp lên một cái lớp lớp y, đắp lên hai lớp y, ba lớp y, cho đến lúc nào đó mà Ngài thấy rằng mùa lạnh như vậy đó, đắp như vậy nó là vừa, không có lạnh, nên Ngài mới chế định những cái xứ lạnh đó, mình mang y tăng nghĩa lê đó, không những là một lớp, hai lớp, ba lớp mà vẫn được như thường. Tại vì cái dùng nó lạnh thì cái tăng nghĩa lê là cái y mà gọi là ngự hàng đó, nó phải tương ứng để nó chống lại cái sự lạnh. Chứ còn nếu mà thân thân căn cảnh xúc đó, thì nó sẽ nhiệt não. Thì quý vị biết rằng đó, khi mà mình tu tập đó, mình hiểu được những cái gì mà Đức Phật kỳ giảng, và những cái gì mình phải nỗ lực, và mình không có từ bỏ những điều đó, mình cũng không có tự ti là mình không có đắc được đạo quả, mà mình tu tập đó, mình phải kinh nghiệm rất là nhiều, và cái sự tu tập của mình đó, nỗ lực rất là nhiều, và cái sự chú tâm rất là nhiều, theo dõi những cái oai nghi, theo dõi vật thực, theo dõi thời tiết, mình phải có cái sự chánh niệm tỉnh giác như vậy. Để làm gì? Để mình coi lại như thế nào để tu tập tiến bộ, chứ không phải là mình tu tập mình nhắm mắt mình tu đại tu đùa, không phải vậy quý vị. Một cái người tu tập đó, họ có cái tuệ, họ có niệm, có định, để họ coi các cái quyền tính quyền, có tuệ quyền không, tấn quyền, có định quyền không, niệm quyền phải có quý vị. Nên quý vị thấy ngũ quyền Đức Phật này dạy, một người mà có tuệ quyền phải có tính quyền, và tính quyền phải có tuệ quyền, hoặc là một cái người mà có tấn quyền phải có định quyền, định quyền phải có tấn quyền. Giống như một chiếc xe mà hai con ngựa, thì không thể nào một con ngựa bên đây nó chạy lẹ, một con ngựa bên kia nó sẽ làm cho cái xe nó chao đảo, và cái xe nó không có nhu nhuyến để nó tiến thẳng được. Thì tâm tu tập của một cái người tu tập nó cũng phải là ngũ quyền, nó quân bình, ngũ lực, thất giác chi, rồi bát thánh đạo. Như vậy đó, thì khi một cái người mà tu tập á, thì tự bản thân của mình đã tu tập đó, mình kinh nghiệm, nó kinh nghiệm giống như một người nông dân, họ làm, họ chăm chú cái mảnh ruộng vậy đó. Họ sẽ biết được tao trúng mùa, tại sao thất mùa. Nên nhiều khi quý vị thấy những cái người họ làm nông á, họ chỉ coi năm nào sương muối nhiều, năm nào sương muối nhiều á, và những cái loại trái cây nó bị thất bát, và năm nào đó cũng như phân thuốc, cũng nước như vậy, nhưng mà lại trúng mùa, vì cái năm đó đó ít sương muối, nên đó, trái đó, nó đậu nhiều. Nói gì cái người làm nông đó, họ còn phải để ý như vậy. Huống hồ chúng ta là người tu để đoạn trừ phiền não, và chúng ta phải tập trung, và không có tự ti, không có tự ti mặc cảm, mà mình đã dấn thân vào trên cái đạo lộ giác ngộ rồi. Dù là nam tính hay nữ tính thì cũng là tính thôi, dù là xuất gia hay tại gia thì cũng là đệ tử của Đức Phật. Và cái sự chậm mau đó nó có, nhưng mà nó không có đặc biệt, mỗi người giống nhau, nó không phải vậy. Và do cái duyên lành của mỗi người, do tính tấn niệm định tuệ quyền mạnh yếu của mỗi người, do cái tùy miên phiền não ít nhiều của mọi người, nó khác biệt với nhau. Và mỗi người tự tu đó, mình phải tự kinh nghiệm. Thì chính vì điểm đó nên vị thánh ni Sô Má đó đã thành tựu đạo quả, và ác ma đó đâu có làm gì được, vì biết rằng cái việc tu tập nó không phải là một kiếp luân hồi, và là nhiều kiếp luân hồi, không phải những cái loại đáng sợ, mà phiền não ma mới là đáng sợ. Quý vị thấy trong năm cái loại ma đó, ví dụ như tử thần ma thì trước sau mình sống mình cũng phải chết thôi. Chư thiên ma là ngoại hình, chư thiên là ma vương, hoặc là ma chư thiên trong liêu mình phá quách mình, nó cũng cũng là bên ngoài. Cái phiền não ma là cái ma bên trong đó,
12 tâm bất thiện đó, 14 sở bất thiện chính là cái phiền não ma. Và cái phiền não ma này á, nó tự bản của nó đã là không tốt đẹp rồi. Nên khi nào đó một người nào có cái tâm bất thiện đó, là Đức Phật gọi là cái tâm bệnh hoạn, cái tâm không khôn khéo, không khôn ngoan, không sáng suốt, lỗi lầm cho ra quả khổ. Như vậy một cái người mà tự bất là tự đã có năm cái nghĩa bất thiện này rồi: bệnh hoạn, không khôn khéo, không khôn ngoan, không sáng suốt, lỗi lầm cho quả khổ rồi. Như vậy đó, rõ ràng Đức Phật ngài giải đó, ngài giỏi cái tâm bất thiện đó, là nó là một cái sự tổn hại kinh khủng nhất. Còn chư thiên ma, rồi tử thần ma, hay là ác ma, hay là ngũ quẩn ma, hay là pháp hành ma đó, những cái ma đó đó nó cũng chưa phải là ghê gớm bằng cái phiền não ma. Bởi vì cái phiền não ma là cái nội tâm của mình đã hoàn toàn ô nhiễm. Thì chính điều đó là điều nguy hiểm nhất. Bởi vì giống như bây giờ quý vị thấy một cái đất nước mà nội lực của đất nước nó không mạnh thì rất là dễ bị người ta đồng hóa. Cũng như một gia đình mà cái nội lực của gia đình không mạnh á, thì bị làng xóm xen vào. Còn cái nội lực của gia đình mạnh á, người ta không có khả năng để xen vào. Một cái nội lực của đất nước mạnh á, thì đất nước cũng không có khả năng để chi phối. Thì Đức Phật này cũng dạy như vậy. Một cái nội tâm đó, mà có mình gọi là một cái nội tâm mà có thiện thiện pháp đó, như là khôn khéo, không bệnh hoạn, khôn ngoan, sáng suốt, không lỗi lầm cho quả vui, thì Đức Phật nói rằng đó là một thiện pháp. Thiện pháp này ở trong cái thiện tâm đó, để thực hành việc vô thí trì giới, hay tu thiền, hay là tịnh pháp, thiết pháp cung kính phục vụ hữu phước, hay tùy hỷ phước, hay là cải chánh tri kiến, để suy nghĩ về cái sự làm sao để đạt được giác ngộ, làm sao để cho mình tự tin và diệt tự ti. Bởi vì tự ti mà cảm là mình suy nghĩ mình không đạt được. Một cái người tự tin á, là có tính quyền, người đó có cái tuệ thấy được á, cái lòng tin của mình đặt đúng chỗ là lời dạy của Đức Phật, là cái sự giác ngộ của Đức Phật, và cái phương pháp thực hành để đạt được cái sự giác ngộ, đào bứng những cái phiền não ở trong tâm. Điều đó là cái điều rất là cần thiết và làm cho thanh lọc cái phiền não ở trong tâm, phiền não ma trong tâm. Thì các loại ma khác đó, như là vị thánh ni này đã đạt được A-la-hán đạo quả rồi, thì ác ma có làm gì cũng chẳng làm gì được hết. Có làm gì thì cũng không có làm được. Thì cũng như vậy. Nên á, quý vị thấy vị thánh ni thì biết được rồi, ra ma là nữ thì sao? Khi tâm khéo định tĩnh với tuệ giác hiện khởi, thấy rõ pháp và thấy rõ được chân pháp, là thấy rõ được các cái tướng vô thường khổ vô ngã, hay là thấy được cái sự luân hồi của chúng sanh là do cái phiền não, phiền não nó luân chuyển, phiền não nó sanh ra cái sự luân chuyển, và phiền não đưa ra các cái đọa xứ, vì đã thấy rõ như vậy. Thấy rõ cái tập đế là cái nguồn cơn của sự đau khổ, và dùng đạo đế để đoạn trừ tập đế, chứng diệt đế để không có luân hồi sanh tử. Như vậy á, thì vị thánh ni thì đã thấy được tứ đế và chứng ngộ được cả cái thánh đế với tâm đạo tâm quả, và với cái sự vượt thoát luân hồi. Như vậy á, mới nói lên á, một người với cách nghĩ là nữ hay là nam, hay tôi này nọ, hợp với ác ma nói. Như vậy thì quý vị thấy rằng á, nếu mà một cái tâm mà không phải hiểu theo pháp đó, thì mình so sánh thì mình có ngã mạn, thua hoặc là bằng hoặc là hơn ý bằng hơn ý thua. Tôi là nam còn cô kia là nữ là không có tu được, nam mới tu được, hay là tôi tục sinh có trí mới tu được này kia nọ. Những cái điều đó họ nói như vậy, nhưng mà thật đó họ không thấy được cái thực tính pháp. Một cái người mà họ tạo những cái thiện nghiệp, họ tục sinh đó, dù là họ tục làm người hỗ trợ đi, thì họ cũng chứng ngộ đạo quả hay thiền định, chỉ có thêm một sát na chuẩn bị thôi. Giống như một người mà họ sức lực đó, họ đi một buổi tới, còn mình không có sức, mình đi chiều tối mình cũng tới, nhưng mà trên đường dài đó thì mình phải chuẩn bị thêm chút đồ để mình đi chậm thì mình tới, nhưng mà
phải có nước nôi rồi ăn dọc đường rồi để mình giữ sức mình đi. Thì cái người hỗ trợ đó cũng giống như là cái người vì cái sức yếu hơn chút xíu nên phải chuẩn bị thôi. Còn cái người kia đó họ khỏe hơn, họ đi một mạch là họ tới rồi, họ đi nửa ngày là họ tới, nhưng mà người này phải đi đến cả chiều mới tới được. Thì Đức Phật này cũng biết được đó, đó là cái khuynh hướng của các căn tánh của chúng sanh, cái căn tánh của sanh chứ hoàn toàn đó không có ảnh hưởng gì, ảnh hưởng gì dù là người đó là nữ hay là nam, hay là nam hay là nữ, tùy theo cái tâm và tục sinh và cái căn tánh của cái kiếp luân hồi của mỗi chúng sanh như vậy. Như vậy thì như vậy vị thánh ni là nói cho ác ma biết rồi, và ác ma biết được cái vị thánh ni đã biết rồi, biết được các pháp của Đức Phật dạy và chứng ngộ được các pháp, nên ác ma buồn phiền và bỏ bỏ đi, thất vọng biến mất ngay tại chỗ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nhé, đối với một cái người khởi tâm tu tập, mình là tu tập đó, thì mình thấy rằng khi mà họ không tu tập đó, họ phải lại người này cái họ chờ người này cái cứu khổ. Nhưng mà thật sự ra đó, đối với một cái người thật tu đó, họ không thấy ai cứu khổ mình, tại vì khổ đó là do cái tập đấy, do cái lòng tham mình luân hồi thì khổ ít khổ nhiều nó phải có thôi. Giàu thì khổ khổ cái cách khác, mà nghèo khổ cách khác. Như vậy á, thì cái người mà họ hiểu được cái nguyên nhân á, tập đế là cái lòng tham của mình nó dẫn đến sanh hữu, mình tham cõi nào mình sanh vào cõi nào, tham nhẹ thì bằng cách nào và tham nặng bằng cách nào. Nên quý vị đấy nhiều khi á, cũng là tán tham, nhưng mà cái người tham á, mà tham á, thì sanh vào súc sanh, nhưng mà tham bỏng sẻn là sanh làm ngã quỷ. Tham có nghĩa là mình ưa thích mà mình không dám bố thí đó, thì mình sanh làm ngã quỷ để mình phải chịu lấy cái nhân quả đó. Vì mình giàu có mình không biết bố thí. Rồi cái tà kiến á, tham mà tà kiến á, thì rơi vào trong địa ngục. Địa ngục. Như vậy thì Đức Phật này cũng nói, bởi chúng ta thấy rằng 12 tâm bất thiện nó cho ra cái tâm tục sinh là cái tâm thẩm tấn, sanh vào địa ngục ngã quỷ súc sanh, khác nhau ở trên cái cảnh giới nhưng mà giống nhau trên cái phương diện cái tâm. Nhưng mà tâm đó đó nó nặng về tham, hay là tham tà kiến, hay là ngã mạn, hay là những cái ác pháp sân á, thì cho sanh làm Atula. Như vậy thì Đức Phật á, ngài biết được và ngài thành tựu một bậc pháp vương, và ngài thuyết giảng cái chánh pháp của ngài. Như vậy á, thì ác ma đó biết được á, vị thánh ni này đã hiểu đã biết, đã tự chứng ngộ rồi, nên cái tự ti tội lỗi, hay là tự ti của nam nữ, hay là tự ti của này kia nọ, nó không còn trong tâm của vị này. Vị này thấy được pháp, hiểu được pháp, nên vị này chứng ngộ được sự thật mà Đức Phật ngài đã thuyết giảng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng á, xuyên qua cái bài học hôm nay đó, thì chúng ta thấy rằng mình có thể làm người nữ cũng được, mình có thể làm người nam cũng được, mình có thể làm đệ nhất về trí tuệ bên nam cũng được, đệ nhất về trí tuệ bên nữ cũng được, hoặc đệ nhất về tu thiền bên nam cũng được, đệ nhất về tu thiền bên nữ cũng được, đệ nhất về cận sự nam hay cận sự nữ cũng được. Sao á, mình chứng ngộ được đạo quả. Cái sự chứng ngộ được đạo quả đó là cái sự thành công của mình, và mình biết được cái nhân để thành tựu được đạo quả. Chứ mình không có tự ti là bây giờ mình làm người cư sĩ mình không chứng được, không phải. Hay là kiếp này mình già quá là kiếp sau mình hãy tu, mà mình hãy tu tập. Mình không bao giờ nghĩ rằng mình, nếu mình nghĩ mình già mình mới tu đó, thì quý vị thấy Bà La Môn ra phá 80 tuổi, chư tăng không cho tu nhưng mà tâm muốn tu, và khi mà tu có 3 tháng sau đắc quả A-la-hán. Thành ra nếu mà chúng ta nghĩ rằng già quá rồi thôi đừng có xuất gia, mình nghĩ như vậy nó không có đúng. Mà mình nghĩ rằng á, lúc nào á, mình muốn tu tập á, cái tâm của mình tỏ ngộ được á, thì cái sự nỗ lực phải có, chứ mình đừng nghĩ rằng chờ kiếp sau. Rồi nhiều khi mình sanh là kiếp sau á, còn trẻ đó, mình phải đi học hành. Nên quý vị thấy có nhiều 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 cô cậu đó muốn đi tu nhưng mà nghĩ bây giờ còn đi học đại học thì cái nọ. Nhưng mà khi đi học á, là mình muốn đi học á, thì cái tâm của mình nó đã muốn dừng lại. Muốn dừng lại. Như vậy á, thì chúng ta thấy chúng ta cứ hứa hẹn hoài tự mình á, mà không có tỏ ngộ được. Bởi vì cái hứa hẹn đó nó cũng là một cái liên hệ của tâm tham, một cái liên hệ của tâm tham. Mình chờ đợi cái gì? Thật sự ra chúng ta biết rằng một người chứng ngộ đó,
mình có tâm đó, thì chứng ngộ, mình thấu triệt thì mình chứng ngộ, chứ không phải là chờ già hay trẻ. Bởi vì khi chúng tôi thấy có nhiều người bây giờ già rồi, quý vị lớn, cũng như bà thân chúng tôi già rồi, chúng tôi nói giờ bà sướng rồi, bây giờ bà đâu có còn làm, đâu có nuôi chồng nuôi con nữa, giờ mỗi người tự lớn tự lo hết rồi, chỉ lo tu thiền thôi, cơm nước thì có con có cháu nấu cho ăn rồi. Nhưng mà thật sự cái gì già rồi nó cũng khó tu lắm quý vị. Bởi vì cái khó hay cái dễ đó là do cái tâm mình hạ quyết tâm thôi. Chứ còn mình tập cho mình hạ quyết tâm thôi, chứ còn mình cứ hẹn một cái người mà nói rằng còn có chồng có con thì để mốt hết con chồng chết thì con lớn rồi mình đi tu, mình cứ nói như vậy, nhưng mà thật sự đến lúc đó mình cũng chẳng tu được quý vị. Bởi vì quý vị thấy một cái người mà có cái tâm đó, thì hiểu rằng cái lòng tham của mình lúc nào cũng có, và cái sự ly tham của mình đó là sự cố gắng để mình thấu đạt những cái lời dạy của Đức Phật. Bởi vì tham là tập đế mà, lúc nào mình còn dung dưỡng cho nó đó thì cái tập đế nó vẫn còn điều kiện, còn lúc nào mình hiểu được đó, mình dứt trừ cái tập đế đó là cái điều kiện để mình chứng ngộ. Mình phải suy nghĩ như vậy. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, cái thời pháp hôm nay con xin giảng với như lời trình bày, phát sanh được kính dâng lên chư tôn đức chia đến quý vị, xin hồi hướng đến chư thiên, xin hồi hướng đến các bậc hữu ân, các người Phật tử thân bằng quyến thuộc. Bây giờ thì con xin kính lệnh lễ ngài Hòa thượng Giác Đẳng và thỉnh ngài Hòa thượng trở lại để đi họp phần thảo luận. Nhà sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Đăng đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giá và cảm ơn cô tu nữ quý trí giá ta ná. Trời dạ, dạ. Sa thú kính thiền thượng tọa Pháp Đăng. Bạch hòa thượng tề siêu, không biết hòa thượng có ở trước máy không, nếu hòa thượng tề siêu nghe được xin thỉnh hòa thượng trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi Hòa Thượng, Thầy Siêu Hòa Thượng có ở trước máy không? Dạ. Thượng tọa Pháp Tân ơi, Thượng tọa Pháp Tân có ở trước máy và Thượng tọa Pháp Tân có nghe được không? Nếu Thượng tọa Pháp Tân nghe được xin thỉnh Thượng tọa Hoa Kỷ. Dạ. Thượng tọa Pháp Tân, ở trong câu chuyện này đó, chúng ta thấy có một lời nói của ác ma nói là người nữ á, thì rất là khó chứng được những cái quả những quả vị cao, thành ra đừng có mong mà tu đạt tới đây để làm gì. Thì mặc dù cái lời nói đó nó xưa rồi nhưng mà nghe cũng hơi quen đó, nghe hơi quen quen là bởi vì ngày nay chúng ta thỉnh thoảng cũng nói rằng cái thời này không có ai tu đắc đạo chứng quả được không, thì mình chỉ tu giao duyên thôi. Thì cái lời nói mà khẳng định rằng thời bây giờ không ai đắc chứng quả gì nên chi mình không có nên tu mà gọi là nỗ lực á, thì Thọ Tân thấy cái lời nói đó nó có phù hợp trên thần Phật pháp không, có cái cơ sở nào để mình khẳng định rằng bây giờ mình tu thì có tu cho vậy thôi chứ thật sự không có hy vọng đắc đạo? Ở trong kinh điển có nói như vậy không? Xin kính thỉnh Thọ Pháp Tân quan nghị cho biết ý kiến về điểm này. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Hòa Thượng Tề Siêu, Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, để Đức Tề Tri, để Đức Tề Đức Siêu Nguyên Thông cùng chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ.
qua cái bài học hôm nay nói đến vị thánh ni, thì đây là do cái phẩm ác ma. Ác ma thì có những cái lời nói gọi là người phụ nữ không thể chứng được quả đắc quả vị cao, cho nên là cũng không cần phải nỗ lực tu tập để làm gì. Thì như chúng ta biết rằng ác ma là cái sự, là một cái đối tượng mà gọi là thường có cái sự ngăn ngại cản trở cho cái việc những ai mà muốn thoát khỏi cái lưới trói buộc của ma, tức là phiền não, để rồi chấm dứt sanh tử luân hồi. Phật cũng bị luôn, cũng bị ác ma đã từng phá, rồi các vị thánh đệ tử, cả thánh tăng cũng như là thánh ni cũng bị phá chứ không thể không. Cho nên con nghĩ rằng là với cái nhìn của con thì con nghĩ rằng cái văn hóa đối với phương Đông nói chung thì người ta có cái nhìn nhận như vậy. Người ta nhìn nhận như là người phụ nữ thì có những cái sự hạn chế, có những cái sự hạn chế, hạn chế về mặt này mặt nọ các cái thứ. Nhưng mà nói như vậy đó thì cho đến ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng những cái người phụ nữ mà đạt được những cái sự thành công đỉnh cao á, thì cũng có rất nhiều, nhưng mà so với lại nam giới thì cũng không là bao. Ngay cả những người mà lãnh đạo trên thế giới, các cái quốc gia, dù là xã hội phương Tây, họ cũng có những cái sự tiến triển, họ cũng lấy cái sự bình đẳng, bình quyền, cũng như là khả năng tự có của những người phụ nữ, thì họ cũng có những cái khả năng lãnh đạo, cũng có. Nhưng mà cái số đó thì nó ít. Đó là nhìn về cái góc độ văn hóa cũng như là khả năng. Còn đối ở trong Phật Pháp á, thì có nghĩ rằng là khi mà bà Mahabhachakotami mà xin Đức Phật để mà đi xuất gia để tu đó, thì đôi ba lần bốn lượt thì được ngài A Nan, ngài thỉnh nguyện Đức Phật, ngài mới cho phép. Bởi vì ngài A Nan hỏi rằng là người phụ nữ có thể giác ngộ được không, có thể giác ngộ được không, có thể thành thánh được không đó. Thì Phật trả lời thì người phụ nữ cũng có cái khả năng đó. Thì trong kinh á, thì nói rằng cái quả vị như vị chánh đẳng chánh giác, hay Đức Trời Đế Thích, Trời Phạm Thiên, hay hoặc là Đức Du Chuyển Luân Thánh Vương, thì những vị đó thì không thể nói là những cái gọi là hiện thân của một cái phụ nữ được. Những phụ nữ không thể nào có được những cái quả vị đó, hay cái địa vị đó, địa vị đó. Thì con nghĩ là như vậy. Đó là trong kinh. Nhưng mà lời lời của ác ma đó, lời của ác ma nói như vậy á, nói có nghĩa là người phụ nữ gì rồi không thể nào chứng đạo, đó là cái sự cản trở, đó là sự cản trở. Bởi vì nói như là một cái điều quyết đoán để rồi ngăn cản, không có một cái sự nỗ lực nào hết. Cũng như ở đây đó, chúng ta thấy rằng người ta thường nói cái câu mà thời nay là thời mạt pháp. Mạt là ngọn ấy. Cây thì còn có gốc, có thân, rồi có nhánh lá, rồi có ngọn ấy. Thì nói thời mạt pháp là thời, cái thời mà nó cuối cùng, nó cuối cùng. Cho nên ngay cả bên đạo Cao Đài, người ta nói là Cao Đài là một cái tôn giáo địa phương tại Việt Nam đó. Tức là những cái tôn giáo tín ngưỡng tại Việt Nam này, người ta cũng nhấn mạnh vấn đề này. Có những cái tôn giáo như Hòa Hảo chẳng hạn, người ta mượn cái này để nói rằng là cái sự cuối cùng, và cho nên là phải tranh thủ. Nhưng mà đồng có cái nghĩa là hiểu rằng là mạt pháp, là chúng ta không thể nào mà
khó có cái thể chứng đắc hay là thành tựu cái này cái kia, cho nên người ta nói cái phương tiện này để bắt cho một cái phương tiện khác. Nhưng mà điều này đó, có nghĩ về Phật giáo chính thống thì chúng ta biết rằng là theo cái con nghĩ Phật giáo chính ở đây đó, chúng ngày hôm nay pháp vật thì Phật đã ra nay hai thế kỷ rồi, 26 thế kỷ như vậy, khoảng hơn nửa chặng đường rồi. Hơn nửa chặng đường thì giáo pháp này nó có thể tồn tại trên thế giới này, trên cái quả địa cầu hành tinh này đó, thì cũng còn là khoảng gần 25 thế kỷ nữa, cho là 24, 20 mấy thế kỷ nữa đi, thì giáo pháp Đức Phật mới bắt đầu là không còn trên cuộc đời này. Bởi vì hiện bây giờ đó là tam tạng kinh điển cũng còn đầy đủ, pháp học pháp hành còn còn đầy đủ, còn cái việc mà tu chứng tu này tu chứng thành tựu này kia đó, thì chúng ta biết rằng với cái nhìn của mình thì mình thấy rằng là không có gì mà chứng đạo chứng quả. Và hơn nữa cái nhìn cái sự hiểu biết của một người phàm phu thì con nghĩ rằng mình không có thể nào mà đoán quyết hay là mình xác nhận hay là chứng nhận cho cái gì đó là thành tựu hay là không thành tựu. Hơn nữa đó là cái tiến trình tu tập á, thì con nghĩ rằng cần phải trải qua cái pháp độ, cái thời gian hành trì rất là lâu dài, lâu dài. Nhưng mà những cái sự lâu dài đó, ngay cả những cái bậc thinh văn thì con nghĩ rằng những các cái bậc thinh văn á, thì các ngài cũng phải nỗ lực đi mất đi một cái thời gian rất là dài, cả 100.000 đại kiếp. Thì được biết là 100.000 đại kiếp là sự sinh diệt của một quả địa cầu một lần qua trôi qua, cứ như vậy mà 100.000 lần, 100.000 đại kiếp như vậy, thì chúng ta thấy là cái thời gian nó rất là dài. Nhưng mà cuộc tu tập này đó, cuộc tiến trình tu tập này đó, thì con nghĩ rằng mình đọc ở trong kinh Cha Tá Cá. Cha Tá Cá là một kinh, là kinh bổn sanh được giảng dạy, được biết, mặc dù là sau này, nhưng mà cũng là nói đến những để chứng minh, để nói rằng tiền kiếp của Đức Phật cũng như là các vị thánh đệ tử của Đức Phật đã từng là như Đức Phật, là một cái vị thiện trí thức, hay là một vị vua, hay là một vị quan, rồi xoay quanh Đức Phật là còn có những vị quan cận thần, có những thần dân, hay có những người này người kia, để rồi có cái sự học hỏi vời, và một cái dù Đức Phật hay là vị thánh đệ tử của Đức Phật ở trong một vai trò nào cũng thể hiện Đức Phật là thể hiện một cái người siêu xuất hơn, tức là cái người giỏi giang hơn, cái người có trí tuệ hơn, rồi cái người có một cái khuynh hướng thiện để đi đến giác ngộ, rồi những người đệ tử dây quanh theo học hành và học hỏi theo, rồi để làm theo thực hành theo, và cuối cùng để kiếp cuối cùng mà nói rằng là cái thời của chúng ta khi mà Đức Phật ngài ra đời thì các vị thánh đệ tử cũng sanh ra đời, rồi tiếp tục là tu tập đến mức độ nào đó thì các vị đó mới chứng ngộ được. Thì con nghĩ rằng là cái tiến trình tu tập của chúng ta, ngay cả chúng ta bây giờ này nè, chúng ta cũng không có thể nào biết chắc rằng chúng ta khi nào đắc đạo, đắc quả để giải thoát hoàn toàn. Nhưng mà nếu chúng ta không tu tập, ngay từ bây giờ mà chúng ta không tu tập là không có cái gì để chúng ta tích lũy, giống như pháp độ Ba La Mật hay là các cái công đức của tu tập, các cái pháp độ, các cái công phu tu tập của mình không có, hay nói cách khác đó là mình thực hành giới định tuệ chưa được trọn vẹn, gọi là trong kinh gọi đó là con đường phạm hạnh chưa được trọn vẹn, thì cho nên là mình cũng không thể nào mà mình chứng quả được, không thể đạo được. Nhưng mà nhờ cái việc tu tập của chúng ta trong đời sống này đó, nhờ chúng ta cũng biết đó là ở trong kinh nói rằng mình có cái duyên may mình mới gặp được Phật pháp. Giống như trong kinh Pháp Cú nói là có một câu Phật dạy rằng là khó sai sanh lầm người,
Kicho Manusapa Tilapo hay là Kichang Sattama Savanang, có ngay thay nghe giáo pháp, hay là Kichang Chi Nachinachi Vichang, tức là cái mạng sống này khó giữ, nhưng mà khó thay đó. Bút thăng Kicho Bút Thăng Upado, tức là khó thay được một Đức Phật ra đời. Cho nên được mình sanh được làm người mà mình gặp được cái Phật pháp, hiểu được Phật pháp, đó là cái duyên may của mình. Mình có cái duyên lành, và cái duyên lành này đó mình tiếp tục mình trau dồi, mình tu tập hơn thêm nữa, hoài hoài luôn luôn là liên tục như vậy, thì cứ mỗi một kiếp mình dung bồi một chút, và chúng ta càng càng dung bồi nhiều chừng nào, công phu tu tập nhiều chừng nào, thì chúng ta sẽ được bào mòn cái phiền não nhiều chừng nấy. Và khi chúng ta được bào mòn nhiều chừng nào thì cái thời gian mà luân hồi của chúng ta nó thu ngắn gần đi, thu ngắn gần đi. Và do vậy đó thì để mà ngày hôm nay mà các vị thánh, chúng ta thấy rằng dù là thánh ni hay là thánh tăng á, thì các vị đó sau khi nghe một cái thời pháp xong đó, thì các vị đó chứng đạo chứng quả. Mà để mà chứng đạo chứng quả, mà nghe một thời pháp mà chứng đạo chứng quả đó, thì bao nhiêu kiếp đã tu tập rồi. Giống như cái ngọn đèn mà chúng ta đã chuẩn bị tất cả các cái thứ, như là đèn, rồi bóng đèn, rồi tim, dầu đầy đủ, chỉ cần châm một mối lửa vô thôi, một ngọn lửa vô thôi, thì ngọn đèn đã bực sáng. Thì cũng như vậy, khi mà pháp độ được đầy đủ, công phu tu tập đầy đủ, giới tịnh tuệ được đầy đủ, tức là con đường phạm hạnh được viên mãn, thì tự vị động được chứng đắc, được chứng đắc, được trở thành một bậc thánh. Chúng tôi nghĩ rằng là ngày hôm nay đó là mình tu tập, mà mình có nghe pháp cũng rất là nhiều, rồi mình cũng nỗ lực tu tập rất là nhiều, mình nói là mình nhiều, tự nhận mình là tu tập nhiều, nhưng mà so với lại các vị thánh thì mình cũng chưa là gì. Bởi vì thường là mình hay có cái sự thỏa mãn, hay là có cái sự hay là có một cái sự mà biến nhát, lười, là không có tinh tấn, cho nên là mình nói là bấy nhiêu là đủ, bấy nhiêu là vừa. Và mình thường là cứ từ từ, nhưng mà sự thật ra là nó cũng liên quan với cái phước đức của mình. Mình thấy như vậy, cho nên là nhiều khi mình nói mình tu tập, nhưng mà mình cũng chưa có nỗ lực. Mà cuộc tu này đó thì chúng ta cứ điều điều, và cũng như là ở trên phương diện tu tập đó, tính tấn niệm định tuệ phải đầy đủ, chứ không thể thiếu được một pháp nào. Mà năm cái pháp đó nó phải là cứ điều điều như vậy, nó không có cái nào trội hơn cái nào, thì cái cơ may của chúng ta đó nó dễ dàng hơn, và cái điều đó đó là nó dễ dàng đưa đến cái sự thành tựu đạo quả hơn. Thì chúng tôi nghĩ rằng là giáo pháp của Đức Phật, người ta mặc dù lo nói là mạt pháp, là cái thời này là cái pháp nó xa xôi, nó ngọn ngành gì đó, sự thật ra thì nó cũng có cái nhiều. Chúng ta thấy Phật pháp rồi, giáo pháp Phật truyền từ buổi ban đầu sơ khai, thì chúng ta thấy rằng cái tinh thần tu tập hay cái tôn chỉ tu tập người ta giữ kỹ, người ta hành trì nghiêm túc. Còn ngày nay thì biến thể, nó có nhiều cái sự biến đổi, và nhiều khi rồi đó là nó bị lệch lạc, rồi vì lý do này hoặc lý do nọ, lý do chủ quan, lý do khách quan, rồi người ta không có giữ được cái tôn chỉ tu tập, rồi nó xa dần. Nhưng mà sự thật, giáo pháp của Phật còn đầy đủ, cả pháp học lẫn pháp hành. Con cái đó là cái việc tu tập, công phu của tu tập mình chưa đầy đủ, cho nên là mình chứng ngộ nó chưa có thể có. Nhưng mà muốn được chứng ngộ ở trong một tương lai đó, thì chúng ta cần phải nỗ lực từ ngay từ bây giờ, nỗ lực hành trì pháp, cả pháp học lẫn pháp hành, chúng ta đều phải có trải qua, để rồi chúng ta có một cái duyên lành, và cái duyên lành đó nó sẽ kết nối chúng ta, dắt dẫn chúng ta, để rồi chúng ta có một lúc nào đó, hoặc là
thời giáo pháp này chúng ta không được giác ngộ, thì may ra trong cái giáo pháp của Đức Phật Mét-tây-giá thì mình cũng được giác ngộ. Thì sở dĩ mà được giác ngộ như vậy đó là ngay từ bây giờ mình đã có cái sự có cái công phu tu tập rất là nhiều rồi, mình nỗ lực rất là nhiều rồi, cho nên bây giờ nó mới dễ là thành tựu. Cho nên con nghĩ rằng ở trong tam tạng cũng vậy, Phật dạy mình tu, mặc dù là biết rằng là giáo pháp thì có lúc thinh lúc Phật pháp này thì cũng có lúc thịnh lúc suy, nhưng mà chưa có phải đến lúc là chúng ta không được đạt được cái gì. Mà muốn được giác ngộ như vậy thì chúng ta cũng nghĩ rằng lời dạy của Đức Phật vẫn còn, cả pháp học pháp hành vẫn còn, cho nên cái việc thành tựu nó cũng có thể có. Còn khả năng còn lại là mỗi người tự nỗ lực lấy, tự tu tập lấy, để rồi chúng ta có thể thu ngắn đời sống luân hồi này càng sớm càng mau càng tốt, hay là chúng ta chẩn mãn, chúng ta lơ đễnh thì chúng ta sẽ bị kéo dài cái thời gian luân hồi, và sự khổ nó sẽ đeo đẫm chúng ta liên tục như vậy. Thì đây là cái ý mà con xin được trả lời qua cái câu hỏi của Hòa Thượng vừa nêu. Con kính thỉnh Hòa Thượng trả lời. Nam Mô Bụt Thầy Già. Sa thú kính trường thầy tổ Pháp Tân với câu thảo luận vừa rồi. Kính bạch Hòa Thượng Tuệ Siêu, không biết Hòa Thượng có nghe được không? Nếu Hòa Thượng Tuệ Siêu đang ở trước máy, xin thỉnh Hòa Thượng trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Một lần nữa xin được hỏi Hòa Thượng Tuệ Siêu có nghe được không? Quý Phật tử có thấy Thượng tọa Tuệ Quyền có mặt ở trước máy không hả? Dạ, quý Phật tử có thấy Thượng tọa Tuệ Quyền có mặt ở trước máy không? Dạ. Thì tọa Pháp Đăng hay xin thỉnh Thượng tọa Quan Hỷ trở lại cho một câu thảo luận Thượng tọa. Không biết Thượng tọa Pháp Đăng có còn ở trước máy không? Có lẽ Thượng tọa Pháp Đăng không nghe được. Thượng tọa Pháp Tân ơi, xin Thượng tọa có thể giúp trả lời cho một câu, rồi sau câu của Thượng tọa Pháp Tân thì xin được tiếp tục để góp ý với cộng đồng. Dạ. Thượng tọa Pháp Tân, chúng ta thấy một điều ở trong các câu chuyện mà liên quan đến ác ma đó, thì khi mà Đức Phật và chư vị A-la-hán mà bị ác ma quấy phá đó, thì các ngài không có dùng thần chú hay là dùng thần thông để mà đuổi ác ma, nhưng mà các ngài dùng cái lời nói, lời nói, một câu kệ ngôn. Và câu kệ ngôn này khi mà ác ma nghe xong thì ác ma nói rằng Đức Phật đã biết ta, Đức Thế Tôn đã biết ta, hay là Tỳ Kheo Ni Sama đã biết ta chẳng hạn, rồi biến mất. Thì trên cái cách mà ngày nay mà chúng ta thường thấy đó, là ngay cả trong giới tu sĩ mà khi nghĩ đến những lời phi nhân quấy phá đó, thì mình dùng cái năng lực của trì kinh hay là với bắt tông mà tụng chú là làm những cái thủ ấn ấn quyết chẳng hạn, thì cái cách của chúng ta ngày nay nó khác với Đức Phật và các vị thánh tăng thời xưa. Và theo Thượng tọa Pháp Tân nghĩ rằng khi mà các ngài nói lên những cái lời nói này thì cái quy lực nào khiến cho ác ma thất vọng biến mất? Xin kính thỉnh ý kiến của Thượng tọa Pháp Tân. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Già. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính chào đại chúng trong room. Ở đây thì con nghĩ rằng mình nói ở bình thường, một cái người bình tĩnh thì mình đi đâu á, dù ban đêm hay ban ngày thì mình cũng không có ngần ngại, mình sợ ma, mình không có sợ ma. Mà cái người sợ ma thì có lẽ là đi tới đâu mà nhất là bóng đêm đó là cái điều kiện để sợ ma,
yếu tố để mà sợ ma. Cho nên là cái bóng đêm là cái người mà sợ ma người ta rất là sợ, và đặc biệt là cái người sợ ma thì người ta ngần ngại sợ ma. Thì đó là mình nói với một cái người mà thường hay có cái tâm mà sợ sệt, không vững vàng, cho nên là sợ ma. Bây giờ khi mà nói đến ác ma đó, thì con nghĩ rằng cái người phàm phu thì ma là những cái gì mà quấy phá, mà cản trở, thử thách. Cho nên là nếu một cái người tu của mình giống như là một cái người mà vượt ra khỏi những cái sự ràng buộc, sự phong tỏa của ác ma. Cho nên là ác ma có tìm mũ mọi cách, cách này, cách nọ. Bữa giờ chúng ta học thì chúng ta cũng thấy nè, nào là biến những cái hình ảnh rất là ghê rợn, hung tợn, rồi thử thách đệ Phật, cái đệ tử của Phật, rồi cho đến là những cái ma nữ, ba cô ma nữ của ác ma đó cũng đến thử Phật, thử thách Phật. Thì ở đây đó, cái người mà đã là không có sợ ma rồi đó, tức là vượt lên trên cái dòng tỏa của ác ma đó, thì cái người đó không bao giờ mà bị ma trói buộc. Vượt lên thì ma không bao giờ trói buộc. Thì con nghĩ rằng là ví dụ như về về Tây Tạng hay là Kim Cang Thừa đó, Mật Tông chẳng hạn, thì đó là một trong những cái gì mà người ta hay thường mượn những cái câu chú, những cái câu thần chú. Mình cũng biết là Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Mật Truyền hay Phật giáo Kim Cang Thừa Mật Truyền đó, thì họ có hậu thời sau này, nhưng mà rồi đó thì họ ra đời sau này, nhưng mà họ mượn những cái câu thần chú đó. Thì xin thưa quý vị, những cái điều đó nó có, nhưng mà nó nhờ một cái tha lực, nhờ một cái tha lực, chứ không phải là cái gì đó. Nhưng mà khi mà họ nhờ những cái tha lực như vậy đó, thì con nghĩ rằng là chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó, đó nó họ cũng có những cái sự định tâm, có những cái sự trụ tâm nhất định, họ mới thành công trong cái việc mà niệm chú, rồi là họ nhờ những cái tha lực để mà điều khiển việc này hoặc điều khiển việc kia, biến hóa việc nọ, thì rồi làm cho người ta mới có được cái sự an tĩnh, định tĩnh lại, thì làm cho một cái số, mình gọi là một số phi nhân, phi nhân có thể nói là ma quỷ gì đó, nó cũng có thể khiếp sợ, nó có thể tránh xa. Nhưng mà bây giờ khi con nói rằng đối với một bậc thánh, giống như một cái câu kệ mà thường là các vị thánh tăng cũng như là vị thánh ni, có những cái sau khi mà các vị giác ngộ thì các vị có những lời cảm thán, có những lời cảm thán, tức là nói lên sự thành tựu của mình, cái sự an lạc của mình sau khi mà mình chứng đắc được và mình an lạc giải thoát được, vượt khỏi cái luân hồi, vượt khỏi cái sự ràng buộc của phiền não. Cho nên đó là cái sự hỷ lạc của một bậc thánh, cái hỷ lạc của bậc thánh. Cho nên là khi mà ác ma tới mà thử thách như vậy đó, biến hóa cái này, biến hóa cái kia đó, để coi có khiếp sợ không á, thì nếu mà một bậc thánh hoàn toàn giải thoát thì giống như là một người đã trực nhận ra với cái định tâm, với cái trí tuệ định tâm, biết rõ đây chính là ngươi, đây chính là cái người khóa quách đây. Giống như là chúng ta nghe cái câu mà Phật nói, này ác ma, nay ta đã thấy ngươi, nay ta đã biết ngươi, cái sự phong tỏ của ngươi không còn ràng buộc ta được. Thì con nghĩ rằng đó là cái giới, cái định và tuệ và giới đức của Đức Phật cũng như là các vị thánh, các ngài đã trực nhận ra những điều đó. Trực nhận ra những cái điều đó, trực nhận ra cái sự quấy phá đó, và trực nhận ra cái gì nó thuộc về giả, cái gì nó thuộc về chân. Cho nên là các ngài vượt ra khỏi cái sự phong tỏ hay là cái sự ràng buộc của ma quân, của ma quân, của ma dương. Thì con nghĩ rằng với một người mà đạo cao đức trọng, một cái vị mà hoàn toàn giải thoát, thì các ngài
vượt ra khỏi cái sự phong tỏa hay là cái sự ràng buộc của ác ma. Cho nên là các ngài trực nhận ở đây, trực nhận bằng trí tuệ, trực nhận bằng định tâm, trực nhận bằng những cái công đức tu tập của các ngài mà các ngài thành tựu, cho nên là ma đó, nó không có thể quấy phá các ngài được. Thì theo con nghĩ là như vậy. Trong một trong những cái điều mà mình nói là ma là một trong những cái vô hình, những chúng sanh có thể đó là vô hình, nhưng mà rồi đó thì nó luôn luôn rình rập, luôn luôn quấy khóa, để rồi là mình phải bị buông xuôi, hay là mình phải bị chịu buông tay trước cái sự thống trị của ma. Thì đó là cái sự luân hồi, cũng như là chịu cái sự hệ lụy của phiền não. Và do vậy đó thì bị ma phong tỏa. Còn đối với các cái bậc thánh thì các ngài, đặc biệt là các bậc A-la-hán, thì các ngài đã vượt ra khỏi cái sự phong tỏa của ác ma. Cho nên các ngài bằng với cái trí tuệ, bằng với cái giới hạnh công đức tu tập của các ngài, bằng với cái định tâm của các ngài, thì các ngài cũng có thể, các ngài thấy được, biết được cái sự khóa quách của ma, sự thử thách của ma. Cho nên là các ngài giống như là đánh đuổi đi và không có bị chịu cái sự sự phong tỏ của ác ma. Con xin có cái ý để chia sẻ qua cái câu hỏi mà Hòa Thượng vừa nêu. Nếu có điều chi chưa đủ thì con thỉnh Hòa Thượng bổ túc thêm. Nam mô Bụt Thầy giá. Sa thủ cái trình thiền tòa pháp tình với cô Thảo Lực vừa rồi. Thiền tòa Tịnh Nguyện ơi, thiền tòa có ở trước máy và thiền tòa có nghe được không? Nếu thiền tòa Tịnh Nguyện nghe được, xin thỉnh thiền tòa quan hỷ trả lời cho cô Thảo Lực tiếp theo. Dạ. Thiền tòa Tịnh Nguyện, ngày hôm nay đó, chúng ta đọc một bài kinh mà ở trong đó đó cho thấy rằng ác ma có nêu lên một vài cái ý tưởng là đàn bà, hay là nói cho nho nhã hơn là nữ nhân á, thì không thể thành tựu những cái quả vị cao được. Thì chúng ta nghe đọc bài kinh này đó, thì chúng ta thấy dường như là đạo Phật thì không có đặt nặng về vấn đề giới tính, nhưng mà rồi thỉnh thoảng chúng ta cũng nghe một vài cái đoạn kinh khác, vài câu chuyện khác đặc biệt liên quan đến lục tạng đó, thì có vẻ như là trong một số trường hợp nào đó đó thì người nữ có những cái không bằng người nam. Thì thì tôi Tuyên Nguyên có thể trong bộ bảy kiến chung chung là như vậy đó, là ở trong Phật giáo có phân biệt nam nữ hay không, hay là hoàn toàn bình đẳng, và ở phương diện nào bình đẳng và phương diện nào mà phải có sự phân biệt? Xin kính thỉnh thì tôi Tuyên Nguyên. Nam mô Bụt Thầy giá, nam mô Tham Ma giá, nam mô Sang Khai giá. Giờ thưa đại chúng được nghe rõ. Dạ, cảm ơn cô Quang Nguyệt, cảm ơn Trần Đạo cùng đại chúng. Chúng con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng. Kính lễ Sư Phụ Từ Siêu và Thượng Nhất Đẳng, Thượng Tòa Pháp Tăng, Thượng Tòa Minh Hạnh, Tự Đức Tự Tri, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến với tôi người cùng Chư Phật Tử và kính chào Thượng Tòa Pháp Tăng. Có thể nói rằng không có một tôn giáo nào mà đặc biệt trên cái tinh thần mà bình đẳng giữa con người với con người như là Phật giáo. Nếu xét về, trước khi trả lời câu hỏi này, chúng ta xét dọc qua một cái đương thời của Đức Phật á, thì giai cấp, bốn giai cấp: Sắc Đế Lị, Bà La Môn, Nô Lệ và Thương Gia. Đây là bốn cái chế độ hà khắc cư xử với nhau. Mà Đức Phật ngài là một người đã xóa bỏ tất cả, từ một ngôi vua với một cái vị trí cả, Đức Phật ngài trở thành một người bình dân bình thường so với mọi con người. Bởi chính ngài đã xác định rõ không có cái
cái giai cấp hơn nhau, mà chỉ có hành, chỉ có sở hành tam nghiệp hơn nhau. Nhiều bài kinh chúng ta đọc mà cứ so sánh nam hơn nữ, nữ hơn nam, đây là giai cấp sắc đế đệ dân cấp, bà la môn thương gia, bà là vua chúa, vân vân. Thì Đức Phật ngài đã ví dụ, nếu như một nam hay một nữ giai cấp sắc đế đệ hay giai cấp bà la môn mà thân hành động ác, khẩu nói ý suy nghĩ ác, thì con người đó thấp hèn và hạ tiện. Nhưng nếu như một con người mà giai cấp của nô lệ, mà người đó có một cái giới tính, có một cái sự thân hành động thiện, khẩu nói thiện, ý suy nghĩ thiện, thì đó là một con người tốt đẹp so với những con người mà giàu cho có giai cấp cao. Cho nên Đức Phật ngài xóa bỏ cái chuyện đó. Nói một cách chứ, nói một cách khác hơn, nói về cái giới tính nam nữ hay là tăng ni, trên tinh thần của luật tạng á, nếu chúng ta nói về luật á, thì cái giáo điều, cái giáo lệ nó là một chuyện khác. Nhưng nếu trên cái tinh thần mà bình đẳng á, thì nữ nhân giác ngộ được, xin lỗi, nam nhân giác ngộ được, mà ngài A Nan hỏi Đức Phật vậy chứ nữ có thể giác ngộ được hay không, thì giác ngộ được, chính Đức Phật ngài xác định như vậy. Thì bình đẳng không có hơn biệt gì, nhưng có những biệt, có những cái biệt lập mà ở trong luật á, là nữ nhân không có được phép ở một mình, phải ở có một sự quan sát, trong tầm quan sát của tăng đoàn để có sự hỗ trợ đối với nữ giới. Còn cái việc mà bác kỉnh pháp nó một cách trọng hơn, đó là do chính Phật ba ngày ngài đã thiết lập. Ngày hôm nay có một số các vị tỳ kheo ni của Bắc Truyền, nó đã phá cái chuyện đó. Thì trên tinh thần luật tạng là luật muôn thở trong phía của Ni Quy Phân thì đã dạy như vậy. Còn ví dụ như ở trong đó đó, khi chúng ta đọc ra thì chúng ta thấy nó có một cái sự phân khu phân biệt rõ ràng, thì cái đó nó thuộc về, em nói giới luật của Đức Phật á, nó đều có nhân có duyên, cho nên Đức Phật ngài mới định giới cái giới điều, chứ không phải là tự nhiên. Bởi vì vì sao mà không có sự phân biệt? Chúng ta nhớ Đức Phật ngài không bao giờ mà ngài khinh miệt nữ nhân mà tôn trọng nam nhân, cái điều đó không bao giờ đọc trong kinh văn, không có chuyện đó. Mà chính những có những lần, có một lần hình như là vua, có một vị vua mà chúng tôi quên rồi, sanh ra một cái công chúa, bà hoàng hậu sanh ra một công chúa, thì đức vua buồn, thì Đức Phật hiểu được tâm ý, thì ngài cũng nói lên: này đại vương, nếu như công chúa là người lớn lên có được thân khẩu và ý lành, nó sẽ tốt hơn là một hoàng tử mà sanh ra với cái tâm ác xấu, với cái lời nói thô thiển và với cái thân hành động ác. Thì nói như vậy thì chính Đức Phật ngài đã xóa bỏ cái chuyện mà trọng nam khinh nữ, cái chuyện trọng nam khinh nữ. Rồi ở một cấp độ khác, tất cả chúng sinh tâm cầu đạo giải thoát đồng nhất, nữ cũng có thể chứng đắc được thánh đạo thánh quả, thì không có chuyện gì mà phải biệt khu biệt lập với chính họ. Cho nên Đức Phật ngài không có một cái giáo điều nào mà ban ra cho rằng là nữ nhân bị áp lực, bị áp đặt như thế này, bị áp đặt như thế kia, hoàn toàn không có. Những cái giới điều mà Đức Phật ngài chế ra đối với các vị tỳ kheo ni, nếu như những vị tỳ kheo ni nào có cái tâm kính Phật, có cái tâm kính pháp, có cái tâm kính tăng, kính pháp ở đây chính là có cái tâm cung kính giới luật mà Đức Phật đã được ban hành, vị ấy thọ trì, phải nói rằng là
những vị đó hiếu tu rất là khủng khiếp. Chúng tôi cũng gặp một số các vị sư bà rất là cung kính. Nếu mà tuổi đời 70 mấy 80 90 mà chấp chấp tay quỳ lại, phải nói lúc những lúc mà thuyết giảng, chúng tôi thuyết giảng ở ở những cái đạo tràng đó, chúng tôi phải nói rất là hoan hỷ và cũng như rất là kính nể. Mình biết cái sư bà làm như vậy không phải nó kính kính tăng mà nó kính pháp. Chúng tôi nói sư bà đừng đừng có lễ, chúng tôi không dám nhận cái điều này. Nhưng sư bà nói cái này là sư đệ, sư bà lớn tuổi, rất lớn tuổi mà cao niên lạp trưởng nữa, mà sinh con đảnh lễ sư, là đảnh lễ trên tinh thần luật Phật đã dạy. Thì kính thưa quý vị, những lúc đó đó, thì bây giờ chúng ta cũng không nói đến cái tinh thần gì cả, mà phải nói rằng khi mà những vị đó mà có cái tâm như vậy thì chúng ta biết là những vị đó có một niềm tin hết sức là sắc son đối với Phật pháp, đối với Tam Bảo và đặc biệt đối với Pháp Bảo. Đương đương ngay khi đó thì cũng có những người chống, thì cũng có những người thực hành theo, ở đây là chắc chắn là như vậy. Cho nên phương diện mà có sự phân biệt, có sự khu biệt là trên cái tinh thần của giới điều mà Phật Ngài ban ra. Và mục đích của Ngài cũng nhằm làm tốt đẹp cho tăng đoàn, cho ni đoàn, chứ không phải là để cho cái ni đoàn đó bị một cái khiếm khuyết gì, hay hoặc là bị một cái sự thiếu thiếu cái quyền lực gì, hay hoặc thiếu một cái phương diện gì cả, mà đó chính là cái để làm tốt đẹp cho tăng đoàn. Và cũng như là đối với phái yếu thì nó bị giới hạn ở một số việc, chẳng hạn như là không thể tự mình bảo bọc mình, bởi vì phái yếu mà dễ bị người ta xâm hại hay dễ bị người ta áp bức. Cho nên những cái giới điều mà Đức Phật Ngài đưa ra đó là nhằm để bảo vệ cho các vị sự tốt đẹp. Chúng ta phải nhớ như vậy đó. Về cái phương tiện phương diện nào cũng vậy, nó là một cái tinh thần mà có thể nói rằng là các vị đó nếu biết cung kính pháp thì người ta thực hiện rất là tốt đẹp. Còn người không cung kính hay người mà chấp ngã thì rất là ghê. Và xin khẳng định rằng Đức Phật Ngài dạy bình đẳng nam nữ về phương diện, bất cứ phương diện nào cũng vậy. Nhưng chỉ có những sự dị biệt, đó chính là muốn làm tốt đẹp cho tăng đoàn, chứ không phải là dùng một cái quyền lực để mà áp chế cho ni đoàn phải bị cái búa, phải bị một cái ở trên đè xuống. Hoàn toàn không có thế lực, không có áp lực gì cả. Mà nếu như ai chúng ta hiểu Phật pháp thì chúng ta sẽ thấy được cái điều này đối với Đức Phật Ngài. Phải nói rằng là Ngài quan tâm đến ni đoàn một cách sâu sắc và hướng đến đại chúng một cách đầy đủ. Thì ngày hôm nay, trên tinh thần giá trị của nguyên thủy, giá trị của Nam truyền Phật giáo, thì ni đoàn, nếu mà nói về tỳ khâu ni thì không còn nữa. Còn ở bên Bắc truyền thì người ta vẫn còn một vị tỳ khâu ni trên tư phương diện của Bắc truyền. Thì chính đây là cái ý cốt của con là như vậy. Nếu có gì cần bổ túc và thiếu thốn, kính cung kính thưa hòa thượng bổ túc thì được hoàn mãn, thì con xin chấm dứt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thủ kính thưa thượng tọa tề quyền với cô Thâu Linh vừa rồi. Xin được trở lại với thượng tọa Pháp Đăng. Xin hỏi thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa có nghe rõ không? Nếu thượng tọa Pháp Đăng nghe rõ, xin thượng tọa hoan hỷ cho biết. Dạ rõ. Dạ. Thượng tọa Pháp Đăng
chúng ta đọc trong kinh đó, có nhiều trường hợp là phi nhân có phá con người, và thậm chí phá cả Đức Phật và phá các vị thánh tăng nữa. Nhưng mà thượng tọa Pháp Đăng có thể giải thích là nếu một người họ rất là sợ ma mà họ nghĩ rằng ma có thể làm cho họ chết được, làm cho họ điên được, thì cái chuyện đó có thể xảy ra hay không? Hay là cái chuyện mà ma mà nó hù dọa mình là nó chỉ làm cho mình sợ thôi, chứ thực tế thì nó cũng không thể nó giết mình, hay là cũng không thể nào là đi ngược lại cái nghiệp của mình chẳng hạn. Xin kính thỉnh thượng tọa Pháp Đăng Quang Hỷ cho biết một vài ý kiến này. Dạ. Khi mình nói rằng mình bị loạn hoặc là điên khùng đó, thì do một cái thế lực ở bên ngoài làm cho mình đó, thì điều này nó cũng có. Tại vì thường thường chúng ta thấy những người mà họ bị, mình gọi giống như bị tâm thần vậy đó, thì họ cũng có những cái trường hợp như vậy. Thì điều này chúng ta phải hiểu ở cái điểm là cái đối tượng đó mà hại được một người mà làm cho người đó bị điên loạn, nó cũng là cái nghiệp lực. Nghiệp lực liên quan giữa hai người thôi, chứ còn thật sự nếu không có thì họ cũng không có làm mình điên loạn được. Ví dụ như chúng ta thấy giống như một người mà khi mà học hiểu Phật Pháp nhiều đó, thì cái tâm mình định tĩnh đó, thì cái thế lực phi nhân có làm đó, thì mình cũng hiểu rằng đó cũng là chúng sanh thôi. Cũng giống như là hàng xóm mà bất đồng với nhau rồi có lời qua tiếng lại, hoặc là cái sự phá phách vậy thôi. Mình hiểu như vậy thì do cái sự hiểu biết của mình đó, nên cái tâm tư của mình nó có thể không có bị cuồng loạn. Nhưng mà ở đời thì cũng có nhiều người họ bị cuồng loạn đó, là họ bị phi nhân phá phách, họ bị cuồng loạn, cái chuyện này nó cũng có. Cũng có là nó cũng có cái nghiệp liên quan. Chứ thật sự giống như mình nghe cái câu là ma bắt cơ mặt người ta, mặt nào mất mét thì ma bắt hoài. Cái nghĩa là giống như họ có cái quan trái với nhau, họ có, mình thấy có nhiều người họ cũng có những cái trường hợp như vậy. Có nghĩa là họ giống như họ mở rộng cái tâm của họ để họ rước cái đối tượng đó vậy. Nên có nhiều khi quý vị thấy cũng có nhiều người họ chơi những cái trò chơi cầu cơ, những cái trò chơi này cái nọ, mà thời gian sao họ mất bình thường. Cái chuyện đó cũng có là do cái tâm tư của họ nó không có ổn định. Rồi cái họ bị phá phách luôn vậy đó. Bởi vì thường thường thì chúng ta biết rằng những cái điều kiện mà nhân phá phách nó cũng có, và những cái người họ bị cuồng loạn nó cũng có. Nhưng mà nó cũng chỉ có ở một mức độ nào đó thôi, là tương quan với nhau. Chứ còn không phải là phi nhân đó, rồi họ phá phách như vậy thì người nào cũng cuồng loạn, nó không có. Chỉ có thể là nhiều khi nhiều lắm là cái tâm mình bất an lúc và một lúc nào đó thôi, rồi mình ổn định trở lại. Nhưng mà có nhiều người thì những cái chuyện đó nó làm cho bất an lâu dài, nó làm liên tục như vậy. Mình gọi giống như bây giờ mà khủng hoảng mình hoài thì mình bị ảnh hưởng càng ngày càng nặng nề thêm. Còn lâu lâu mình bị một lần thì mình có thể mình hồi phục lại được. Thành ra nhiều khi những cái thế lực phi nhân mà họ phá phách đó, nó cũng có những cái trường hợp họ phá hoài, cũng như có quan trái quán tù với nhau vậy, họ phá hoài. Thì những người này thật sự là họ sẽ bị bấn loạn, và họ có thể bị loạn tâm và bị điên khùng luôn, họ không phục hồi nổi. Như vậy á, thì nó cũng có giống như là nói rằng quan gia ngõ hẹp gặp nhau trên cái đoạn đường ngã hẹp đó, thì nó cũng có vậy. Đối với chúng sanh thì thật sự đó, chúng ta biết rằng chúng sanh thì rất là đa dạng, và cái cảnh giới nhân loại hay cảnh giới tứ đại thiên vương cũng rất là đa dạng. Đa dạng là đa dạng cái nghiệp lực, đa dạng cái sự gặp mặt với nhau, gặp gỡ với nhau. Thành ra con nghĩ rằng nhé, con nghĩ là đối với phi nhân mà họ làm cho mình loạn tâm nó cũng có. Loạn tâm hoặc là mình sợ hãi quá mình chết đi cũng có. Nhưng mình hiểu rằng cái điều đó nó cũng đều là quan gia nghiệp báo với nhau thôi, chứ nó cũng không hoàn toàn là có nghĩa là hại tất cả được, hoặc không phải là người nào cũng có thể vậy. Nhất là khi cái tâm mình nó không có định tĩnh, cái tâm mình nó không có một chỗ nương tựa,
Chứ còn khi mình có chỗ lương tựa thật sự thì không có thể nào phi nhân có thể làm cho mình loạn tâm được, tại vì tâm mình có điểm tựa. Thì con xin trả lời như vậy. Nếu cái gì cần nói thêm thì tỉnh cần tỏ. Bây giờ tỉnh cần tỏ trở lại. Tỉnh nghe qua tượng trời. Sa thủ, cái trường thượng tọa Pháp đăng với câu trả lời vừa rồi. Cái bài hỏi thượng tế sư một lần nữa sẽ được hỏi là hòa thượng có nghe không, có nghe được không? Hòa thượng có ở trước máy thì xin thỉnh hòa thượng quan hỷ cho biết. Thứ thì có lẽ là hòa thượng tế sư không có mặt ở trước máy. Chúng tôi xin được tiếp theo lực của chư Tôn Đức để có một vài điều muốn chia sẻ với quý vị trong bài học ngày hôm nay. Thưa quý vị, một trong những cái chứng duyên của một người tu tập đó, đó là cái sự chi phối hay là lời khen chê của người khác đối với mình. Chúng tôi nhớ rằng hồi chúng tôi còn nhỏ đó, mỗi lần mà đa số những khi mà chúng tôi đi sang các chùa khác đó, nhất là chùa của chư tăng đệ tử ngày Giới Nghiêm thì các vị hay hỏi, mà nói hỏi thì không phải, mà các vị hay nói giống như nói mỉa mai là về vấn đề học mà thắng pháp Abhidhamm, là vì các vị không thích thắng pháp Abhidhamm. Dạ. Rồi chúng tôi cũng nghe một số các vị sư bạn cũng than phiền không ít đó, là trong cuộc sống đó, làm cái gì cũng bị chỉ trích, làm cái gì cũng bị phê bình, là cái gì cũng bị chê, rồi cũng bị bàn ra, kể cả cái việc tu thiền, kể cả tu thiền, có tâm tu, phát tâm tu và có những cái cái điều kiện để đi tu thiền, nhưng mà rồi lại gặp những người khác là nói ra nó vô, mình tu quả đâu rồi, thời bây giờ ngồi đó thì mỗi người ngồi một kiểu thì không đi đâu về đâu hết, vân vân. Nói chung là khi mà chúng ta đọc những câu chuyện về các vị tỳ kheo ni hay là một vài đệ tử Phật mà bị ma quấy phá đó, thì nó không phải là chỉ có chuyện thời xưa, và không phải là chỉ có cái chuyện mà ma quấy phá, mà ngày hôm nay trong cái đời sống tu tập bình thường thì chúng ta cũng không gặp, không ít những chuyện như vậy. Dĩ nhiên là một ở trong những cái bản lãnh hay cái khả năng của chúng ta trong sự tu tập đó, không phải chỉ có sự trau dồi những gì mình tu, những gì mình học, mà mình phải còn có cái khả năng để vượt qua những cái chi phối mà làm cho chúng ta mất đi cái định hướng. Sự kiên định này đó, nó cần một số những cái bản lãnh, nhưng mà nó có một điểm mà từ cái sự gợi dắt trong bài kinh này cho chúng ta biết là nếu sự tu học của chúng ta là thật tu thật học, nếu chúng ta sống cái gì đó mà chúng ta sống một cách chân thật, không phải là sống bằng ảo tưởng, bằng sự lừa mị đó, thì chúng ta sẽ có khả năng chịu đựng được với thời gian và sự chi phối. Ở đây Thánh Ni Sama có nói đến trường hợp Ngài đã sống với cái
năng lực của thiện chỉ, tức là định tâm, khéo định tâm, và sống với tuệ quán, với chánh lý. Và với cả hai điều đó đó, do cái định và tuệ đó được sung mãn, thì vị này nhìn thấy các pháp một cách chân chánh theo đúng cái thực tướng, mà vì vị vị này vững lòng. Nhưng mà vị này cũng nói thêm, và cái trong câu nói thêm đó nó hàm chứa cả hai điều mà chúng ta nên nghĩ. Một điều đó là vì này nói với ác ma như một cái cách nói là những ai mà còn đặt nặng về vấn đề nhân ngã bỉ tử thì người đó sẽ bị dao động. Và cái lời nói mà tôi là đàn ông, tôi là đàn bà, hay tôi là thế này, tôi là thế kia, cái lời nói gọi là tự thị, lời nói gọi là thẩm sưng, lời nói mang tính nhân đạo bị thử đó, thì cái lời nói đó đúng là lời nói của ma, đúng là lời nói tương xứng với ma. Và nói cách khác là lời nói của người tỉnh táo, người con Phật thì về điểm này đó, chúng ta học rõ ràng trong đời sống là nếu mình tu, mình học hay là mình làm việc gì đó mà mình đặt nặng, quá nặng cái chuyện mà khen chê hay là người khác nghĩ về mình như thế nào, mình ra sao đó, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ rơi vào cái bẫy của ma và chúng ta không làm được. Khoan nói đến chuyện tu thiền đắc đạo chứng quả, một cái chuyện rất là đơn giản hiển hiện trong đời mắt, hiển hiện trong đời mắt, trong đời sống hàng ngày trước mắt chúng ta đó, là mà chúng ta sinh hoạt tu học ở trong Phật pháp, cái Phật pháp Buddhism này đi. Thì thứ gì thời gian đầu á, chúng tôi nhớ rằng hơn 10 năm đầu á, chúng tôi gặp rất là nhiều những cái lời chỉ trích. Thời đó người ta có cái phong trào là Phật pháp trong Phật pháp, và có một số các vị họ xem rằng mỗi ngày mà chúng tôi vào trong Phật thoát là do chúng tôi ghiền Phật thoát, hay là thích socialize, thích có, hồi xưa nó chưa có phổ biến về Facebook nhiều, ta nghĩ mình thích đi tìm người này người kia để nói chuyện. Và thậm chí có những vị sư nói với chúng tôi rằng mà ngó tới nó lui chỉ có mấy chục người thôi thì phải mất 2 tiếng đồng hồ để vào trong đó, tại sao mà không làm việc khác có lợi cho Phật pháp hơn mà gửi chú ý. Giống như là mình vào trong đó để mình chơi rồi mà coi nhiều chỉ trích nữa. Nhưng mà riêng đối cá nhân chúng tôi đó thì chúng tôi tự biết rằng 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày không phải mình vào đây để mình được khen hay là được danh được lợi hay là bị mình gì, mà đơn giản là bởi vì mình đi tu mà mỗi một ngày mình có được ít thì giờ để mình suy niệm về lời Đức Phật dạy hay là suy niệm về kinh điển thì nó quá tốt, quá tốt. Và một điểm khác đó là chúng tôi cũng biết có nhiều Phật tử ở xa không có đi chùa, thậm chí có thể đi chùa mà không có dịp học Phật pháp đó, thì cũng có thể học Phật pháp qua những cái sinh hoạt hàng ngày ở trong lớp học này. Và chẳng những vậy mà
chúng tôi còn thấy có cái lợi lạc rất là lớn mà chúng tôi có nói với Phật tử nhiều lần đó, là mỗi một ngày được đào luận Phật pháp với chư tăng, đó là một niềm hạnh phúc, đó là một niềm lành tối thượng, đó là những gì mà chúng ta có thể gọi là hành trang mang theo trong cuộc đời. Chứ tôi không thấy có một vấn đề gì mà dành chiều mỗi ngày ra để đàm luận pháp của chư tăng, và chúng tôi thấy thực sự rất là may mắn, thực sự có nhiều cái phước duyên để trong thời đại ngày hôm nay mà mỗi ngày có 2 tiếng đồng hồ để cùng với chư tăng trao đổi những cái gì mà chúng ta nghĩ rằng liên hệ đến lời dạy của Đức Phật. Cái việc đó đâu có, nó có việc gì là đâu, việc gì là xấu, đâu có việc gì là không nên làm, nên chi. Dù có bị chỉ trích, dù có bị xuyên tạc, dù có bị nói ra nói vào, nhưng mà chúng tôi vẫn tiếp tục làm. Sở dĩ mà tâm của chúng tôi bình thản trước những lời chỉ trích đó, bởi vì đơn giản tự mình biết được giá trị đó. Còn nếu tự mình không thấy được giá trị nó đó, thì người khác nói vào làm cho mình chao động. Và do vậy mình làm điều gì đó mà cái tâm mình có vững thì tự mình phải biết. Còn nếu mình làm việc gì đó mà mình cứ chờ nghe người khác nói, nghe người khác ca ngợi, nghe người khác ủng hộ thì mình mới làm, thì coi chừng mình có vấn đề đó. Tại vì có người khen được, có người chê được, và người khác khen không nhất thiết là họ hiểu rõ giá trị mình làm. Thế nên mình làm việc gì, điều đó phải dứt khoát là mình biết là mình làm. Chúng tôi nói thẳng quý vị Phật tử một điều rằng, chúng tôi chưa bao giờ mà nghĩ rằng cái chuyện sinh hoạt ở trong lớp Phật pháp mỗi ngày đó là chỉ mang lại lợi cho Phật tử, mà chúng tôi hoàn toàn tin rằng việc đó nó luôn luôn có lợi cho bản thân. Chúng tôi sống gần cả đời ở trong chùa, từ giỏi là gần 50 năm ở trong chùa, ăn cơm của Phật, ăn cơm của Đàn Na Tính Thí, của Tam Bảo. Bây giờ chúng tôi nghĩ rằng nếu chúng tôi có làm cái gì cho quý Phật tử mỗi ngày học Phật pháp thì ít nhất cái đó cũng là một sự đền đáp. Và còn hơn nữa đó là nếu mà chúng ta là con Phật mà chúng ta không suy niệm lời Đức Phật dạy thì mình nên có chuyện gì nữa mình để làm, thì thật ra những giá trị nào mà mình làm đó là do mình tự khẳng định được với chính mình tự xác nhận. Ở trong trường hợp này bị thánh ni đó, bị ma vương, bị thị, đơn giản là giới tính thôi. Cái chuyện đó là chuyện của các bậc cao nhân với chứng hộ cho đàn bà và chứng đồ gọi gì, thì ngài Sama biết rõ, ngài trả lời, ngài trả lời là đàn bà thì là sao ạ, là đàn bà thì sao, cái quan trọng là có định, có niệm, có thể giác, có chứng ngộ, và bản thân cũng lại có chứng ngộ như vậy. Thành cái gì mà mình tự mình biết thì mình sẽ vững lòng hơn, và đặc biệt là mình không sống với quan niệm nhân ngã bi tử là tôi là thế này, tôi là thế kia, tôi được khen, tôi được chê. Mình sống phải có lâu ngày mình hụt chân ấy. Và thường Hồ Giác và thường hay dùng cái thí dụ là đừng có sống như cục bột. Cục bột là người ta muốn nặng muôn thì nặng, nặng tròn thì nặng. Người ta muốn cho mình nấu nước mũi thì họ can mình ta lên tận mây xanh, mà tới chừng họ muốn cho mình xuống trên này, đừng họ chê mình xuống trên này. Đừng sống như cục bột, đừng để cho thiên hạ muốn nặng muôn thì nặng, nặng tròn thì nặng tròn. Không, mình sống mình phải có quan niệm của mình, phải có lập trường của mình. Và điều đặc biệt là đừng đặt quá nặng chuyện mà tôi là thế này, tôi là thế kia. Cứ làm thôi, cứ làm, đơn giản như vậy, cứ làm. Đó là một điều mà chúng ta được hưởng rất là nhiều lợi lạc từ cái câu trả lời của Thánh Ni Sama. Thứ gì ở trong bài kệ ngắn, kệ ngôn ngắn của Thánh Ni thì cũng đề cập đến một việc mà về việc này đó rất là nổi bật trong tam tạng kinh điển Pali. Bồ Tát Tông thì
kinh điển Đại Thừa thì hay nói đến là gọi là đại bi và đại trí. Dạ, cái tâm bi mẫn và trí tuệ. Nhưng mà bên Nam Tông á, thì đặc biệt chúng ta thường nghe nói đến niệm và định, hay nói cách khác là sự tập trung và tuệ giác, chúng ta gọi là thiền ý và thiền tuệ. Ngày Hậu Pháp, ngày Thanh đó, ngày dùng những người là thiền định và thiền tuệ. Nhưng mà chúng ta nói rằng cái khả năng tập trung, khéo tập trung và thắp sáng được tuệ giác. Khéo tập trung ở đây là đời sống của mình, mình phải có tập trung vào cái gì đó, mình tập trung lâu ngày nó có cái định lực, và do có định lực á, cái tâm mình nó sung mãn. Và một nội tâm sung mãn, một nội tâm có định lực mạnh, đi chung với tuệ giác, với trí tuệ thì chúng ta gọi là mổ hổ mọc trên cánh, hay là đó là sự bổ túc cho nhau. Về điểm này trong kinh điển thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều đoạn, rất nhiều nơi. Thí dụ trong cái Pháp Cú, Đức Phật dạy rằng có thiền trí tuệ sanh, không thiền trí tuệ diệt. Ở đây ý Đức Phật dạy là cái sự sáng suốt của chúng ta, khi mà chúng ta nghĩ điều gì hay, điều gì đẹp, có thể là nó dần đến việc đi chỉ một thoáng thôi, như chảy qua cầu. Nhưng mà nếu đó là một ý kiến hay, đó là một cái tâm thiện, đó là cái gì gọi là tinh hoa của giáo pháp, mà chúng ta có học, chúng ta có tập chú và tập chú bằng định lực, thì cái đó nó mới bền vững với thời gian. Trí tuệ cho chúng ta sự sắc bén, nhưng mà chính định tâm á, nó giúp cho cái trí tuệ sắc bén nó được tồn tại. Ngày hôm nay chúng ta đa phần là chúng ta hay nghiêng nặng về lý thuyết. Ví dụ như mình nói về vô thường, khổ, vô ngã, mình nói giới lý dương khởi, có thể mình nói rất hay. Nhưng mà nếu mình thiếu khả năng tập trung, thiếu cái khả năng mà ở trong kinh gọi là samadhi, là định tĩnh, thì những cái trí tuệ sáng suốt nó sẽ dễ dàng bay một. Rất dễ. Con người chúng ta, thưa quý vị, hay rơi vào trong một trường hợp là chúng ta sáng suốt một cách đột xuất, hay là thông minh đột xuất, tức là gặp cái chuyện đó tự nhiên mình thấy mình sáng suốt lắm, nhưng mà chuyện đó qua rồi thì mình không duy trì được sự sáng suốt bao lâu, tại vì tâm tư của mình cục lục. Riêng đối với bậc thánh đó, thì các ngài có cả hai, đó là định và tuệ. Nó có khác tâm giải thoát và dịch tuệ giải thoát. Những thứ này nó bổ túc với nhau nhiều lắm. Bởi vì để mình áp dụng trong đời sống đó, học Phật Pháp thì cứ học Phật Pháp, nghe Phật Pháp thì nên nghe đó. Nhưng mà cái khả năng mà lặp đi lặp lại, thí dụ như mỗi tuần sáng bữa nào cũng vào trong lớp học để nghe Pháp, đó là một sự tập trung. Cái chuyện mà mình tụng kinh cũng vậy, chuyện ngồi thiền cũng vậy, mình thường làm và lặp đi lặp lại nhiều lần, lặp đi lặp lại nhiều lần không chán, thì cái đó nó sẽ tạo cho chúng ta một cái sức mạnh rất là dễ. Bởi vì có nhiều người đó tu tập mà họ cảm thấy được có những giây phút nào đó cái niềm tin tăng khởi rất là mạnh, trí tuệ của họ rất là sáng suốt, nhưng mà không lâu sau đó thì họ lại lui sụp trở về với cái tầm thường cuộc sống, là bởi vì họ có trí tuệ, thậm chí có niệm mà lại thiếu định. Rồi lại thêm có những trường hợp, có những người tu tập về định rất là nhiều, tập chú, nhưng mà thiếu trí tuệ, thì nó cũng có vấn đề. Chúng ta nghe lời tán thán của Đức Phật đối với tôn giả Xá Lợi Phất đó, là khi ngài Xá Lợi Phất ngài tu tập, ngài chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Mỗi lần ngài chứng một tầng thiền thì ngài luôn luôn hồi quán, nhìn lại, và ở trong cái sự
nhìn lại đó đó, Ngài nhận ra cái tính vô thường, cái tính sinh diệt, và Ngài không có chấp thủ những tầng thiền đó, thành ra Ngài đi rất nhanh lên những tầng thiền khác, bởi vì Ngài không chấp thủ. Nên thì bài học mà chúng ta đang học ngày hôm nay, mặc dù đó là một câu chuyện ma nhát của vị tỳ kheo ni, dĩ nhiên không làm cho vị thánh đi này dao động, nhưng mà bên cạnh có sự đối thoại và những gì mà vị thánh đi này nói lên, trong có chứa đựng nhiều điều chúng ta gọi là tinh túy, để mà tu, để mà học. Và điều sau cùng mà chúng tôi muốn nói trong bài học ngày hôm nay, thưa quý vị, chúng ta đối với ma quỷ cũng giống như đời sống hàng ngày đối với xã hội đen vậy. Chúng ta sống trong một thành phố, trong một xóm làng, có những cái giới trong xã hội đen ở xung quanh mà chúng ta không biết. Mình bảo rằng họ không làm gì được mình, cái chuyện đó cũng không phải. Họ muốn họ sẽ tấn công được mình, nhưng mà không có nghĩa là những người xã hội đen này họ đi giết người bừa bãi lung tung để rồi bị tạo nên cái áp lực từ phía cơ quan tư pháp đến bắt họ. Thành ra quý vị hỏi rằng những người trong xã hội đen, nhưng mà nó không phải hoàn toàn ở mức độ mình đáng sợ. Thì đối với loài phi nhân của mình, đối với những loài như dạ xoa, những loài như ác ma, gây chúng ta sợ hãi. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng mỗi chúng ta có cái nghiệp riêng, và đồng thời mình cũng phải tin vào cái phước của mình. Có nhiều cách thì chúng ta sẽ nói thêm về phước báo và nghiệp trong đời sống. Nhưng mà chúng ta cứ tu tập, cứ làm tốt những gì cần phải làm, mà cũng cần phải ngồi đối xử ma hoài. Mặc dù ở trong kinh có ghi nhận là có nhiều trường hợp ma tìm cách để nhát các đệ tử Phật vừa kể nghe ngay chính Đức Phật. Đó là vài điều thứ gì chúng tôi muốn chia sẻ thêm trong cái chương trình ngày học ngày hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Rất là tri ân chư công đức đã vào Rung để thuyết giảng. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có môn thắng pháp phổ thông, và chúng tôi là vị đám trách cho chương trình ngày mai. Kính đảnh lễ chư Đức, thân chào tạm biệt Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy Giáo. Sa thú lành thai, con tu nữ Như Pháp cùng đại chúng thân rung, hành kính lãnh lễ tri ân Hòa Thượng Giác Đẳng đã từ bi biên soạn, dịch và biên soạn giáo trình cũng như đúc kết bài học ngày hôm nay để chúng con nghe hiểu, hành theo, cho được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con hành kính lãnh lễ tri ân Ngài, và con kính tri ân sư và đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Con tu nữ Như Pháp xin thay mặt đại chúng thân rung, chúng con kính tri ân.